Chương 401 Băng băng Trên cao vang hai tiếng dây cung trung động Hai mũi tên cấp đấu binh xé gió bay ra Một tuấn thuẫn do bóng đen tổ thành chặn mũi tên nhọn Tên nhọn bay nhanh đến dễ dàng đâm thủng tấm thuẫn bóng đen Phần đồ cùng ca lộ vẻ mặt ngạc nhiên Mà pháp hắc ám này yếu quá đi Vù 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 Mũi tên xuyên qua tấm thuẫn chật chuyển hướng bay xéo tới chỗ càng vô thiên Cùng lúc đó, tấm thuẫn do các vàng tổ thành chặn mũi tên khác, thuẫn hạt cát cứng trắng bị mũi tên nhọn xuyên thấu giấy lên vô số các vàng. Bởi vài tạm khựng lại nên mục tiêu trước đó nhắm trúng đã không thấy bóng dáng càng vô thiên đâu. Tốc độ của hai chiến sĩ huyết mạch chung cực quá nhanh. Trường thương trong tay đoạn phong bất nhị đánh vào trường kiếm của càng vô thiên. Đấu khí trên thân thương văn tung tóe trừ đa phần đấu khí chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Chưởng ấn của lộ tay pháp lưu thủy đã đến trước mặt. Chết tiệt! mở. Rốt cuộc đấu khí xiền xích chết tiệt cũng mở. Các vàng sôi sục sau lưng đoàn phong bất nhị bỗng bay vọt lên cao cỡ một trường, tự như ống nước bỗng bắn ra cột nước, chẳng qua phun ra là các vàng kim nóng bỏng. Cột vàng vàng thô to vọt lên cao rồi tản ra bốn phía. Hạt các vùi người càng kình không thể che giấu thân hình vạm vỡ lõa nửa người chui ra từ hố sâu suýt ngọc chết. Càng kình lại được hít thở không khí, hắn cảm giác đấu khí xiền xích trong người bị nước lũ sóng nhiệt cuồn cuộn, cuộn dâng lên hoàn toàn hòa tan đấu mạch đấu khiếu trong phút chốc như bị hòa tan hết đấu khí xoay chuyển nhanh lại hình thành đấu khí từng sợi đấu mạch sau khi hòa tan lần nữa tổ hợp biến càng rắn chắc hơn hai cánh tay gãy trong khoảnh khắc này như bị hòa tan dược tề lúc trước rót vào người không ngừng sôi trào không phải bị thân thể hấp thu từng chút một mà vọt thẳng vào cánh tay rót hết dược lực vào xương tay Vết thương và thân thể lành gần hết 108 đấu khiếu bị xích đã giải mở Bùng phát ra đấu khí mạnh hơn trước kia rất nhiều Càng kinh nhảy vọt ra khỏi hố giơ tay lên Cảm giác mặt đất lấy hắn làm trung tâm Trong vòng nửa thước toàn bị nhiệt lưu đều bị hắn khống chế Dị biến đột ngột Hai chiến sĩ huyết mạch chiến đấu đều ngây ngẩn Càng kinh đã rời khỏi cái hố Một tay chọc lấy trảm mã đao Trong tay thiết khắc chém hướng càng vô thiên tay kia chưa hoàn toàn nối xương thì chém hướng lộ tay pháp lưu thủy. Phục ma tứ chiến. Càng kình trồi lên mặt đất, chẳng những hồi phục đấu khí mà còn liên tục đột phá, một hơi xông lên đến cảnh giới phục ma tứ chiến. Càng kình giơ tay, nhiệt lưu mặt đất hùng dũng ùa ra. Mắt hẹp dài của lộ tay pháp lưu thủy hơi nheo lại, ánh mắt lóe tia sắc bén như đau. Đây là có chuyện gì? Nhiệt lưu dưới đất tại sao bị người này khống chế? nhiệt lưu cuồn cuộn từ cổ hoang sa hải tụ tập lại hình thành trạng thái quái lạ như giọt nước trong suốt, tự như mùa hạ đi trên đường nhựa nhìn từ mặt đất bốc hơi nóng. Điểm khác biệt duy nhất là những hơi nóng này nhanh chóng chui vào hai nắm đấm của càng kình, quy lực một chưởng đánh ra mạnh hơn bình thường gấp đôi trở lên. Ý thức đấu tâm Phần đồ cuồng ca xuống núi, thấy hình ảnh càng kình vung chưởng thì kinh ngạc buộc miệng. Ngưng tụ đấu khí thành hạt mầm sinh mệnh, bồi dưỡng thành một viên đấu tâm thật sự, đấu tâm có thể nương nhờ lực lượng thiên địa xung quanh sao có thể được chỉ có chiến sĩ phục ma chiến sĩ đột phá trở thành tru ma mới có thể ngưng tụ đấu tâm keng 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 bùm 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 tiếng kim loại va chạm nhau tiếng chưởng và chưởng giao nhau đấu khí bắn tung tóe khắp nơi là sóng nhiệt cuồn cuộn hai bên đánh nhau Các vàng dưới đất bị chấn bay lên như trời đổ mưa cát chỉ là một đau mà cánh tay càng vô thiên như bị điện giật ngực như bị búa gõ tự như ma thú cự tượng chạy nhanh đụng trúng ngực. Hai chân càng vô thiên cắm sâu xuống bãi cát nhưng vẫn trượt ra hơn 10 thước, để lại hai vết hàng sâu trong bãi cái. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng xương càng kinh gãy giòn vang. Lộ tay Pháp lưu thủy nghe tiếng xương tay của mình cũng phát ra thanh âm, đau thấu xương và đấu khí chạy từ cánh tay lên, cổ họng dân búng máu. Nếu không nhờ có cánh khống chế cân bằng thì lộ tay Pháp lưu thủy giả bay ra ngoài. Làm sao có thể? ta là phục ma cửu chiến, làm sao có thể bị người phục ma tứ chiến một chưởng đẩy lùi? Lộ tay pháp lưu thủy móc một quyển tục ma pháp trấn thống thuật ra khỏi ngực, ánh sáng đen chui vào cổ tay nàng, tuy không thể nối xương gãy nhưng tạm thời không thấy đau. Ý thức đấu tâm. Đây gọi là ý thức đấu tâm. Càng kình nâng lên cánh tay còn hơi đau, chưa hoàn toàn lạnh lặng. Thì ra điều động lực lượng bốn phương tám hướng cho ta sử dụng không phải tự ta sáng chế ra, nó có tên là ý thức đấu tâm. Phần đồ cùng ca xoa mắt liên tục, muốn nhìn rõ cốc hải càng kinh luyện thành ý thức đấu tâm không? Phần đồ cùng ca càng quan sát càng giật mình, đây thật sự là ý thức đấu tâm. Chẳng qua trước giờ chỉ có chiến sĩ phục ma thực lực đạt đến đỉnh áp súc đấu khí trở thành hạt mầm, sau khi đột phá trở thành chiến sĩ tru ma ý thức đấu tâm có thể điều động lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa mạnh cỡ nào? Không ai nói rõ được, có lẽ chỉ có chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch chung cực mới biết rốt cuộc lực lượng thiên địa mạnh đến đâu bởi vì khi đó bọn họ chính là trời là đất bọn họ là chúa tể có lực lượng mạnh nhất thế gian phải là thực lực tru ma mới có đấu tâm hoàn chỉnh đây là luật phép mà chiến sĩ huyết mạch đều phải phục tòng phần đồ cùng ca giật mình nhìn càng kinh luật thép mà chiến sĩ huyết mạch không thể đánh vỡ thế nhưng bị chiến sĩ bình thường trước mắt phá vỡ lộ tây pháp lưu thủy kinh ngạc hỏi ý thức đấu tâm không thể nào lộ tây pháp lưu thủy có thực lực nhị giai cửu chiến đang trùng kích đến đỉnh khi nàng tới đỉnh là có thể dựng dục ra một hạt mầm đấu tâm lộ tây pháp lĩnh ngộ lực lượng nương nhờ thiên địa một hơi tiến vào cảnh giới càng cao ngươi càng kình nhìn càng vô thiên bỗng bước ra một bước mặt đất như bị tỷ triển súc địa thuật trong phút chốc bị một bước sang bằng trảm mã đao chém xuống đầu gã đến giết ta đúng không nhanh nhanh vượt sức tưởng tượng trong mắt càng vô thiên chỉ còn lại một đao bá tuyệt trong thiên địa như bị một đau kia lấp đầy. Muốn trốn? Trốn đến đâu? Không thể trốn, mà có trốn cũng không được. Trường kiếm vội dơ cao qua đầu va chạm với trảm mã đao, kim loại va nhau sinh ra một chuỗi hoa hoa huyển lệ. Đấu binh trường kiếm kêu xèo xèo bài trừ đấu khí của càng kinh. Khí quan trong người càng vô thiên rung lên, không kìm được học máu, gã không thể đứng vững được nữa. Đấu binh có thể trừ đấu khí nhưng vĩnh viễn là tương đối đặc biệt đối với càng kinh, rèn tạo đại sư hiểu cách đúc vũ khí, trang bị. Từ lần va chạm đầu tiên càng kinh liền biết cấu tạo giảm bất lực của trường kiếm. Càng kinh lại chém ra một nhát đấu khí di chuyển tránh đi khá nhiều thiếu sót giảm lực, cộng với bản chất của đấu binh không thể trừ hết đấu khí. Hai đợt trùng kích, một chiêu có thể trọng thương chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Thế mà không chết. Đấu binh tốt. Càng kinh sấn tới một bước, trảm mã đau lại chém xuống. Giết chết mặc kệ ngươi là người của càng gia hay là ai chỉ cần chết trong cổ hoang sa hải thì đó là bị cổ hoang sa hải vết, dù là càng chiến huyền cũng không nói được gì chiến đao lại giáng xuống lần đầu tiên càng vô thiên ngửi thấy mùi chết chóc đây thật sự là đệ tử bị càng gia đào thải sao tại sao hắn mạnh như vậy sao hắn có thể ngưng tụ đấu tâm chiến sĩ bình thường muốn ngưng tụ đấu tâm chẳng phải là chuyện cực kỳ rắc rối khó khăn sao chiến đao nhanh chóng áp sát càng vô thiên không rảnh nghĩ nhiều, tay trái nắm chặt vỏ kiếm bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Trong phút chốc vỏ kiếm như không còn là vỏ kiếm mà là mặt trời. Càng vô thiên nắm chặt một vần mặt trời nhỏ, ma lực dao động nhanh chóng khuếch tán, khuếch trương, lại mở rộng. Nguy rồi. Càng kinh hiếp mắt, chân liên tục đạp nhanh chóng lùi ra sau. Đây là dấu hiệu kích phát ma đạo ký minh văn. Càng chiến huyền thật sự yêu thương càng vô thiên, cho gã một thứ có thể kích phát ma đạo khí ánh sáng liên tục bùng lên, càng kình không ngừng thụt lùi, hai tay bắt lấy đoạn phong bất nhị, thiết khắc, lại thụt lùi. Bãi cát vàng nổ tung, ánh lửa nóng cháy như xe ngựa sông hướng càng kình, lực lượng mạnh mẽ đủ hủy diệt tất cả đập mạnh vào lòng núi. Ngọn núi to lắc lư, hố cao 10 thước, rộng 20 thước xuất hiện trong lòng núi do kim loại khoáng vật tổ thành, sau 10 thước. Trung kích mạnh mẽ nổ tung, vô số cát vàng bay đầy trời, như che lấp bầu trời chiến trường ánh nắng lấp lánh giữa các bụi làm người ta không thể mở mắt. Càng vô thiên đánh ra một kích xong quay người đi ngay. Thật khó nói một kích kia có thể giết chết càng kình không. Càng vô thiên không còn võ kiếm giữ mạng, nữ nhân ma tộc không có cơ hội chiến thắng, cho nên lúc này càng vô thiên không đi mới là đồ ngu. Muốn chạy. Càng kình kéo đoạn phong bất nhị, thiết khắc miễn cưỡng đỡ một kích, lật cổ tay, phi đao trong đấu giới xuất hiện trong lòng bàn tay. Ở lại cho ta phi đao lặng lẽ xé gió như tia chấp xẹt qua vô số các bụi đuổi theo sau gáy càng vô thiên. Nghe âm tìm vị trí là kiến thức cơ bản của thần xạ. Có nguy hiểm. Bản năng chiến sĩ lóe qua ốc càng vô thiên, gã túng lấy càng vô trần đi bên cạnh vứt ra sau lưng, phi đao đã đến gần càng vô thiên. Ngươi. Càng vô trần nhìn thấy phi đao, muốn chửi mà không kịp. Chiến thân huyết mạch tinh linh vương tụ tập các bụi bốn phía hình thành sa thuận cứng trắng trước mặt phi đao đâm vào sa thuẫn nhưng không ngừng lại xuyên thấu sa thuẫn như tờ giấy đâm thủng tráng càng vô trần lại xuyên qua gáy gã bay tới gần càng vô thiên sa thuẫn sa thuẫn sa thuẫn trong phút chốc dây lưng kim loại cuốn eo càng vô thiên tỏa ánh sáng ma pháp gáy gã liên tục tung ra ba sa thuẫn ma pháp phòng ngự phi đao phập 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 xuyên thấu ba sa thuẫn quỷ đạo hơi thay đổi xẹt qua tai càng vô thiên cắt một lỗ tai của gã a à lỗ tai càng vô thiên chảy máu ồ ạt, đau đớn làm gã hét to nhưng không dám dừng lại, chạy nhanh đi. Chạy, chạy, chạy. Càng kinh này quá đáng sợ. Lòng bàn tay càng kinh lại bắn ra một phi đao, đôi tay bỗng đẩy đoạn phong bất nhị, thiết khắc ra xa hai bên. Càng kinh giơ tay hội tụ toàn bộ khí lãng nhiên lưu nửa thước trong người hòa cùng đấu khí ngưng tụ ở lòng bàn tay. Lộ tay pháp lưu thủy, tia sáng hủy diệt ma nhãn khoảnh khắc võ kiếm nổ thì lộ tay pháp lưu thủy ra quyết định phải nhân dịp loạn tập kích, giết chết càng kinh. Đấu biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho chiến sĩ nhị giai, hoặc nên nói là đẳng cấp vô địch chiến sĩ phục ma của chân sách Hoàng Triều. Có thể điều động lực lượng thiên địa xung quanh người, đó là khái niệm gì? Nếu không giết càng kinh trong lúc này thì tiếp theo sẽ bị hắn giết. Thấy càng kinh vung tay bắn phi đao, lộ tay pháp lưu thủy nhân lúc các bụi và ánh sáng chói mắt vọt tới bên cạnh hắn, thầm khẳng định quyết định của mình là chính xác. Chiến sĩ có đấu tâm này thủ đoạn sát phạt quá mạnh. Trong ánh sáng chói mắt, các vàng đầy trời, càng kinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của lộ Tây Pháp lưu thủy, trong đôi mắt hẹp dài như khảm hồng ngọc xuất hiện trận pháp sao sáu cánh. Sợi chỉ đen nhanh chóng vẽ trận pháp sao sáu cánh lấp lánh nóng cháy trong con ngươi, mắt trận chợt lóe bắn ra tia sáng nóng cháy thiêu đốt tất cả. Âm 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 âm. Ngọn lửa hủy diệt mạnh mẽ chớp mắt nuốt người càng kinh mặt đất dưới chân hắn rung rẩy, vô số cát vàng bị nổ bắn lên cao. Trúng. Lộ tay pháp lưu thủy mừng thầm, dù càng kình có đấu tâm thì bị toàn bộ ngọn lửa hủy diệt đánh trúng đủ đập nát hắn thành tro. Muốn chết. Trong cát vàng vang tiếng quát lạnh, một bàn tay to xuyên qua cát vàng chọc mặt lộ tay pháp lưu thủy. Trong khoảnh khắc, lộ tay pháp lưu thủy cảm giác giống như con kiến dưới bàn tay to, muốn trốn mà không được, thiên địa bị một chưởng này khống chế tử vong bao phủ lộ tây pháp lưu thủy chết sao không lộ tây pháp lưu thủy bản năng bay ngược ra sau lại phát động hủy diệt ma nhãn trong các vàng lộ tây pháp lưu thủy trông thấy lúc trước hủy diệt ma nhãn đánh trúng cái gì không phải đánh vào người càng kình mà là một thanh đao thân đao trả mã đao rất rộng chịu đa số lực lượng của hủy diệt ma nhãn thân đao sáng choang gồ ghề như mọc vô số khuôn mặt rỗ không còn là đấu binh thần tuấn như trước đây là quy lực của hủy diệt ma nhãn. Đôi mắt càng kinh liếc quy lực của hủy diệt ma nhãn, thầm rùng mình. Nếu một kích kia đánh vào người thì khả năng sống sót không quá 5 phần, thậm chí là càng thấp. Hủy diệt ma nhãn lại bùng nổ. Lần này càng kinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi sợi chỉ đen hoàn thành trận pháp sau sáu cánh, ánh lửa hiện ra thì bắp đùi dưới eo càng kinh nhanh chóng rung lên, vạn ảnh chưa từng thất bại phát động trước tiên. Khoảng cách cực gần, ánh sáng nóng cháy trái tim lộ tây pháp lưu thủy căng thẳng bỗng tràn đầy hân hoan lần này nàng thấy rõ ràng hủy diệt ma nhãn bắn trúng người càng kình giọng càng kình vang bên cạnh lộ tây pháp lưu thủy ngu ngốc ngươi chỉ đánh trúng cái bóng của ta bàn tay to lại bao phủ mặt lộ tây pháp lưu thủy khí thế thề phải bóp nát đầu nàng cái này lộ tây pháp lưu thủy hấp tấp không rảnh kinh ngạc mặt đất bên người bị cái bóng bàn tay đen khổng lồ bao phủ kéo người nàng sang bên cạnh cùng lúc đó hủy diệt ma nhãn lại phát động đánh trúng bàn tay đáng sợ này cũng tốt phật tốc độ bàn tay nhanh hơn lộ tay pháp lưu thủy tưởng tùng. khoảnh khắc hủy diệt ma nhãn hoàn thành thì một ngón tay đã đâm vào hốc mắt lộ tay pháp lưu thủy đấu khí mạnh mẽ triệt tiêu tia sáng hủy diệt sắp bắn ra ngón tay kia không ngừng thế đi tới a à. chỉ mảnh treo chuông bóng đen bàn tay to kéo lộ tay pháp lưu thủy ra khỏi bàn tay càng kình tránh mối nguy hiểm đầu bị bóp nát nhưng mắt phải không thể thoát khỏi ngón tay càng kình, ngón tay như sắt đâm vào hốc mắt, thọc vào rồi đào ra, đào nguyên trọng mắt ra. Máu tràn ra hốc mắt. Mắt phải của lộ tay pháp lưu thủy chảy máu ồ ạt, gò má xinh đẹp bị máu loãng bao phủ, con mắt đã mất cho cảm giác đau thấu ốc, điên cuồng run run. Bàn tay bản năng dơ lên che mắt phải đã mất. Đau, đau chưa từng có. Máu bị người móc ra, đau nhức đó không thể tả lộ tay pháp lưu thủy đang là chiến thân đọa lạc thiên sứ vẫn không thể ngăn cản đau đớn, cho dù sử dụng ma pháp trấn thống thuật vẫn không thể xóa nhòa đau thấu tim, càng không thể xua tan sợ hãi mất đi con mắt. Công chúa Ma võ sĩ huyết mạch huyết bức mở ra cánh chim xuất hiện đằng sau lưng lộ tay pháp lưu thủy, vương tay ông eo nàng, cánh dơi vỗ nhanh vội bay lên. Muốn đi Càng kinh nhướng chân mày Người càng da chạy thoát nhưng ngươi nghĩ mình thoát được sao Cổ tay càng kinh động xương hai cánh tay cùng rung lên, đau. Càng kình mới phá quan, khí thế ngẩng cao lấn ác đau nhức đôi tay gãy xương. Càng kình đấu với lộ tay pháp lưu thủy một trận tác động vết thương ở xương, vạn ảnh trông như chỉ dùng hai chân nhưng thật ra là kỹ xảo cao cấp tác động toàn thân. Mới nãy dao động nhanh đã làm tổn thương cánh tay. Đau nhức ngắn mũi qua đi, lộ tay pháp lưu thủy bay lên cao, mắt trái lại lấp lánh. Nếu lúc trước lộ tay pháp lưu thủy còn hai mắt, phát ra tia nóng hủy diệt gần như không có chút dấu hiệu báo trước. Bây giờ lộ tay pháp lưu thủy mất một con mắt, lực khống chế giảm nhiều. Tia nóng hủy diệt trước khi bắn ra có dấu hiệu lóe sáng. Thiết khắc. Càng kinh cảm giác ma nữ này trước khi đi vẫn không quên giết người, dù không thể giết hắn thì quyết tâm giết người khác. Ngọn lửa nóng cháy tự như tia sáng từ trên trời giáng xuống, tia sáng mạnh mẽ không thô to mà là tia lửa rất mỏng áp súc toàn bộ ngọn lửa lộ tây pháp lưu thủy tự tin dù là trảm mã đao cũng không thể ngăn cản. Càng kinh muốn bay đi cứu thì đã muộn. Nguy hiểm. Càng kinh bản năng lấy ra một vật trong đấu giới, không thèm nhìn cái nào vứt tới trước mặt thiết khắc. Nửa tấm thuẫn. Lộ tay pháp lưu thủy nhìn vật bay ra trắng lửa, cười toe toét. trảm mã đau mà còn không thể ngăn được tia lửa này húng chi tấm thuẫn sức sẹo. Đinh 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 đinh. Tia lửa va chạm vào nửa tấm thuẫn phát ra thanh âm chói tai nửa tấm thuẫn xoay tiếp trên bầu trời, đỡ toàn bộ ngọn lửa. Sao? Sao có thể? Lộ tay pháp lưu thủy ngẩn ngơ. Nửa tấm thuẫn rách nát làm sao ngăn được? Sao lại không thể? Càng kinh nhìn nửa tấm thuẫn quái dị lấy được từ lai tự di tích, dù là trả mã đau cũng không thể làm nó sức mẻ. Nếu tấm thuẫn có thể phục nguyện thì thậm chí trở thành thánh khí, đỡ hủy diệt ma nhãn không hoàn chỉnh của ngươi có là gì? Càng kinh hét to. Cùng ca Phần đồ cùng ca liền lắp tên lên dây cung Cường cung tỏa định ma võ sĩ huyết mạch huyết bức trên bầu trời Xuống cho ta tia sáng hủy diệt ma nhãn nóng cháy lại ngăn cản đường bay của mũi tên Khí lưu bị mũi tên cường kình xoay tích đâm phá Tên chưa đụng tới ma võ sĩ huyết mạch huyết bức đã hóa thành tro tàn Đáng sợ Tên không bắn trúng ma võ sĩ huyết mạch huyết bức nhưng lộ tay pháp lưu thủy sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Chiến sĩ bình thường này quá đáng sợ, nếu không có hủy diệt ma nhãn thì một kích vừa nãy chắc chắn bắn trúng. Nếu lập pháp nhĩ ma võ sĩ huyết mạch huyết bức không ôm lộ tay pháp lưu thủy thì có thể dựa vào sóng âm khống chế né công kích, nhưng dưới tình huống ông nàng tuyệt đối không tránh khỏi. Trên bầu trời cao, lộ tay pháp lưu thủy dần bay xa, căm thù nhìn càng kình đứng dưới đất. Dưới tình huống này không ai làm gì được ai. Nếu ngọn lửa hủy diệt bắn ra thì không thể phòng ngừa tên bay đi, nếu tên bắn trước thì sẽ bị hủy diệt ma nhãn ngăn lại dần 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 bóng dáng lộ tay pháp lưu thủy biến mất trên bầu trời cát vàng chiến trường tàn khốc trở về yên tĩnh ban đầu trên mặt đất trừ sa hạt đã chết thì chỉ có xác càng vô trần ba người ngơ ngác nhìn càng kinh nếu là một hai ngày trước càng kinh muốn một chọi một đánh thắng lộ tay pháp lưu thủy hay càng vô thiên là chuyện không thể nào bây giờ hắn ra tay đánh bại hết hai người nếu không phải những người này có thủ đoạn chạy trốn đầy rẫy thì bây giờ đã thành cái xác phần đồ cuồng ca ngơ ngác nhìn càng kinh mới nãy ngươi dùng đấu tâm đúng không đấu tâm càng kinh nhẹ giơ tay khí nóng gió cát xung quanh nhanh chóng tụ tập trên lòng bàn tay như phản xạ ánh nắng trong suốt rồi lại thấy được bằng mắt đúng là đấu tâm phần đồ cuồng ca đi hướng ngọn núi chính là trong người của ngươi có một đấu khiếu làm trung tâm tự như sống nó thậm chí có thể câu thông hoặc khống chế khí lưu, lực lượng xung quanh. Càng kinh nhẹ gật đầu. Phần đồ cùng ca hình dung rất chính xác. Càng kinh có thể đánh thắng hai cường giả kia không phải vì thực lực của hắn mạnh hơn họ mà là nhờ vào lực lượng quanh người chiến đấu với lộ Tây Pháp lưu thủy, càng vô thiên. Càng vô thiên, lộ Tây Pháp lưu thủy không thua người mà thua lực lượng hoàn cảnh xung quanh. Phần đồ cùng ca chợt nghĩ ra một vấn đề mấu chốt, hỏi. Ngươi mượn lực phạm vi rộng cỡ nào? Phạm vi Càng kinh phất tay trắc lượng Khoảng nửa thước Nửa thước Phần đồ cuồng ca thở hát ra May mắn càng kinh không nói câu gì khủng bố Bình thường thức tỉnh ý thức đấu tâm ít nhất có thể lấy lực lượng bán kính một thước Xem ra đấu tâm này dù hình thành nhưng bởi vì có khả năng sinh ra biến dị nên không đạt đến phạm vi một thước như thường Tuy nhiên Phần đồ cuồng ca nở nụ cười dù là nửa thước cũng rất đáng sợ mới nảy lộ tay pháp lưu thủy là trình độ phục ma cửu chiến tuy không phải đỉnh phong phục ma cửu chiến nhưng cũng gần như đỉnh phong trong chiến sĩ phục ma vậy mà bị càng kinh một chưởng đẩy lui thế này chẳng phải nói càng kinh lấy thực lực phục ma tứ chiến vô địch trong cảnh giới phục ma sao cũng đúng phần đồ cùng ca gật gù dưới chiến sĩ phục ma không ai có thể điều động lực lượng thiên địa quái thai như càng kinh sao làm được cái đó cần không ngừng chiết xuất đấu khí chiết xuất lại chiết xuất tịnh hóa không chỉ đơn giản ý chí và đấu khí hòa lẫn là có thể sinh ra đấu tâm phần đồ cuồng ca khẽ thở dài theo lời gia gia nói thì dưới phục ma cửu chiến gần như không thể có đấu tâm nhưng nếu có cao thủ đẳng cấp đấu hồn hỏa hệ cực kỳ tinh thuần nguyện ý hỗ trợ tiêu hao thật nhiều lực lượng của mình người nhận lấy có sức sống đủ mạnh đấu khí trong người bị đấu hồn hỏa hệ đốt cháy tẩy luyện mà không chết thì rất có khả năng nhưng khi thực hành khả năng thành công gần như là không phần trăm không lẽ? Phần đồ cùng ca nhìn càng kình, nhẹ lắc đầu. Đấu khí của càng kình không phải là đấu khí hỏa hệ, không thể nào tinh luyện, cho dù có tụ tập 108 đấu khiếu, đấu khí tinh thuần cũng không đạt tới chuẩn 6 chiến sĩ huyết mạch chung cực. 6 chiến sĩ huyết mạch chung cực có ai không có BP đấu khí huyết mạch 108 đấu khiếu? Điều động lực lượng thiên địa cộng với lực phòng ngự quái dị của càng kinh Phần đồ cùng ca lại lắc đầu cỡ như càng vô thanh đánh mấy đấm vào người càng kình căn bản không thể bị thương hắn chút nào. Ý thức đấu tâm không phải chỉ trợ giúp công kích mà cũng có năng lực rất mạnh về phòng ngự. Tạ nói này, cuồng ca. Đoạn phong bất nhị bò dậy khỏi hạt cát. Cái gì là ý thức đấu tâm? Trong bốn chúng ta chỉ có ngươi là hiểu rõ mấy thứ này, giới thiệu cho nghe đi. Ý thức đấu tâm. Phần đồ cuồng ca trầm ngâm một lúc, nói. Nói đơn giản thì ý thức đấu tâm chính là bước mấu chốt cô động đấu hồn, nó thể giúp chiến sĩ nương nhờ lực lượng mặt đất, bầu trời để tác chiến. Ý thức đấu tâm càng cường đại thì càng có thể khống chế bán kính tác chiến càng rộng. Đương nhiên không phải cắm đầu tu luyện là có ý thức đấu tâm, nói ra thì nó rất huyền diệu. Càng kinh ông thiết khắc bị thương nặng, không lưng nhặt lại nửa tấm thuẫn quái dị, ngắm nghía. Càng kinh thấy nửa tấm thuẫn không bị chạy sức gì, lại bỏ nó vào trong đấu giới. Chờ chút. Thiết Khắc giơ tay chỉ vào bãi cát gần đó. Mới nãy ma võ sĩ huyết mạch huyết bức mang lộ tay pháp Lưu Thủy đi ta thấy trên người thập công chúa rất một quyển trục, hình như không phải quyển trục ma pháp. Mọi người ngẩn ra. Thiết Khắc lau máu trên khóe môi, nói: Các ngươi sẽ không cho rằng nàng may mắn gặp phải chúng ta đi, hoặc là nói nàng cố ý đến truy sát ta. Một thập công chúa của hoàng tộc lộ tay pháp có thân phận cao quý, tính cách kiêu ngạo sẽ đến truy sát ta, mạo hiểm bị càng gia dết lẻn vào cổ hoang sa hải. Càng kinh liên tục gật đầu. Dù có hủy diệt ma nhãn làm chỗ dựa, nếu gặp phải càng chiến huyền thì hiệu quả phát huy yếu đến tội. Nếu gia chủ của càng gia biết có công chúa ma tộc đến càng châu thì e rằng gã sẽ không phái trưởng lão mà tự mình ra tay bắt giữ hoặc giết chết nàng. Nàng đến chỗ này là có mục đích. Thiết khắc nhìn quyển trục sắp bị các che lấp ta thấy lúc ma nữ kia rời đi thì ánh mắt cực kỳ quyến luyến lo lắng liếc quyển trục này vì ta thấy ánh mắt đó của nàng nên khi rời đi nàng ta muốn giết chết ta diệt khẩu nếu thật sự có bảo bối kỳ dị hay gì đó thì diệt khẩu là chuyện rất bình thường đoạn phong bất nhị không người nhặt quyển trục lên cẩn thận mở ra từng chút một chợt mắt sáng lên ủa đây là một tấm bản đồ là bản đồ chỗ này trong cổ hoang sa hải có bản đồ trên đời này còn có người vẽ bản đồ cổ hoang xa hải và sống sót trời đi. Quá kỳ diệu. Càng kinh nhìn đoạn phong bất nhị mở bản đồ ra, bên trên đánh dấu núi và phóng đại phong cảnh bên cạnh núi, đúng là khoáng sơn kim loại sau lưng bọn họ. Đây là Càng kinh nhìn sơ đồ trong khoáng sơn kim loại, tận cùng đường hầm có nguồn nước. Bức tranh này vẽ thật chính xác. Đoạn phong bất nhị chỉ vào chỗ đánh dấu nguồn nước, xoay người chỉ vào sơn động cao cao mới nãy ta có thấy hình như bên trong không phải nơi ma thú cư ngụ, rất sạch sẽ, tận cùng có một hồ nước. Nước có độc hay không thì ta không biết, cái này cần dược tề đại sư của chúng ta phân biệt giúp. Dược sư, dược sư, còn chưa phải là đại sư. Càng kinh dùng hai ngón tay làm khoảng cách cỡ một sợi tóc. Thiếu một chút nữa, chút xíu. Đoạn phong bất nhị nhìn càng kinh không đồng ý sửa lưng, lắc đầu ngoài ngoại đỉnh giai dược sư đủ khiến hội trưởng công hội dược tề ở vĩnh lưu thành chú trọng dược sư đỉnh giai trẻ tuổi như vậy chắc chắn sẽ hù chết hội trưởng đại nhân cố tình càng kình không cảm thấy dược sư thập giai có gì kinh người dược tề đại sư càng kình lắc đầu cười khổ cho dù thật sự biến thành dược tề đại sư cũng không có gì đáng kiêu ngạo ít nhất đương tư đại thúc nói đến danh xưng dược tề đại sư không khác gì nói dược tề học đồ nhưng mà mắt càng kình sáng lên mở đấu giới nhìn thứ mới có được nếu không phải đoạn phong bất nhị nhắc tới dược sư thì càng kinh suýt quên mất thứ này hủy diệt ma nhãn khi đào mắt phải của lộ tây pháp lưu thủy càng kinh mở đấu giới ra cất trồng mắt hủy diệt ma nhãn vào trong đây là không gian rất kỳ lạ không thể lưu giữ vật thể sinh mệnh nếu ném một con thỏ sống vào thì không cần đóng không gian thấy ngay con thỏ không kịp co giật đã mắc trận trắng chết có lấy bất cứ dược tề nào ra cũng không cứu lại kịp Hủy diệt ma nhãn không thuộc về vật sống, nhưng cũng không thuộc về vật chết, đặt ở trong đó sẽ không có biến đổi gì, sẽ không mục rửa hay biến mất. Bỏ thứ gì vô, nếu càng kinh có thể sống một ngàn năm, vậy thì hủy diệt ma nhãn trong đấu giới vẫn có bộ dạng y như vậy, trạng thái mới mẻ như mới hái xuống. Càng kinh nhìn vật vốn ở trên người lộ tay pháp lưu thủy nay bền bồng trong đấu khí. Thần bí dược tề Càng kinh nhớ lại Âu Lạp Lạp, nữ nhân có quyền uy nhất về dược tề từng đổi mắt cho sinh vật, chẳng qua vì mắt hai bên có sự bài xích lớn nên cuối cùng thất bại. Nhưng không phải không làm được. Âu Lạp Lạp cứ liên tục nói nếu gần như cùng huyết thống thì có 5% thành công. Thiết khắc. Càng kinh quay đầu nhìn đấu giới của mình, hỏi. Có hứng thú đánh cuộc một phen không? Thiết khắc nằm trong ngực càng Kình, vẻ mặt nghi hoặc. Khuôn mặt điển trai lấn ác của mỹ nữ tràn ngập khó hiểu năng lực đặc biệt hủy diệt ma nhãn không phải bất cứ ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ nào đều có, đó là dựa vào may mắn thức tỉnh lực lượng huyết mạch, nhưng như vậy chưa chắc sẽ thức tỉnh hủy diệt ma nhãn. Ta có thể móc mắt phải của ngươi xuống, tạm bảo tồn cho ngươi. Càng kinh ông thiết khắc chậm rãi đi hướng sơn động. Sau đó, con mắt ta cướp từ lộ tay pháp lưu thủy sẽ thông qua cách đặc biệt chuyển vào trong hốc mắt của ngươi. Đổi mắt. Thiết khắc ngơ ngác nhìn càng kinh đoạn phong bất nhị trượt chân, cùng phần đồ cùng ca ngơ ngác nhìn càng kinh. Chân sách hoàng triều cũng tốt, ma tộc hay mang tộc cũng thế, đều có kẻ cùng nhiệt nghiên cứu thần bí dược tệ, mỗi một đoạn thời gian sẽ tuyên bố đề tài điên cuồng. Từng có nhóm điên nghiên cứu thần bí dược tệ nêu đề tài trao đổi bộ phận thân thể, nhưng lập tức bị vô số đồng nghiệp trách mắng là điên. Phần thân thể người bị lấy xuống là phế, sao có thể lắp vào thân thể người khác được? Càng đừng nói tới lấy một phần đặc biệt từ thân thể ma thú lấp vào thân mình chiến sĩ. Đoạn phong bất nhị vỗ đầu, chợt nhớ càng kinh chẳng những là dược sư mà còn nghiên cứu thần bí dược tề người ta cho rằng đồ điên mới đụng vào. Càng kinh lên tiếng đòi đổi mắt. Càng kinh, ngươi nói đùa hả? Đoạn phong bất nhị muốn nói nhẹ nhàng chút nhưng Pax hiện mình cười không nổi. Bỏ con mắt là chuyện đơn giản, tùy tiện tìm một người là có thể móc mắt người ta muốn lắp lại là chuyện cực kỳ rắc rối. Thiết khắc tuyệt đối tin tưởng càng kinh, cả ngày muốn quay về ma tộc giết thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách đón công chúa Vưu Na Lạp. Quy lực hủy diệt ma nhãn thì ai cũng thấy, siêu mạnh. Tùy theo thực lực tăng lên, số lần thức tỉnh lực lượng huyết mạch càng nhiều thì lực lượng hủy diệt ma nhãn sẽ tăng vèo vèo. Đối với thiết khắc khát vọng lực lượng thì lời mời này hấp dẫn khó thể từ chối. Quả nhiên, Thiết khắc thấy trong đôi mắt mệt mỏi vì bị thương của thiết khắc giấy lên hưng phấn, dục vọng, đó không đơn giản là muốn đánh cược mà là không chút do dự. Tuy mọi người tin tưởng càng kinh, nhưng nghe liền đồng ý chứ không hề đáng đo gì giống như thiết khắc thì phần đồ cuồng ca không tới mức đó. Mặc dù cuối cùng phần đồ cuồng ca sẽ tin tưởng, đồng ý đổi mắt nhưng không đồng ý ngay như thiết khắc. Cược, đến đây. Phản ứng của thiết khắc làm càng kinh giật nảy mình, đồng ý nhanh quá vậy. Chờ chút đi càng kình cười nói đổi mắt cũng cần chuẩn bị không thể thiếu tài liệu công cụ được rồi thiết khắc nhắm mắt lại vì bị thương nặng nên cần nghỉ ngơi càng kình đạp trên cát giày cảm nhận đấu khí sôi trào trong người và nhiệt lương như có sinh mệnh từ từ trên trời giáng xuống tâm tình phấn chấn đi đi nhìn xem nếu chúng ta còn sống rời khỏi cổ hoang sa hải thì hai tháng sau ta sẽ cho chiến sĩ huyết mạch huyết mạch mà càng chiến huyền phái ra một bài học Sơn động đen ẩm ướt, gió ấm. Đoạn phong bất nhị đốt lửa đi trước nhất. Càng kinh quan sát vách tường bốn phía, tuy có nhiều cát bay vào nhưng số lượng rất ít. Gió cát trong cổ hoang xa hải chưa bao giờ cố định một hướng, buổi sáng từ phía nam thổi tới, có lẽ buổi chiều cũng vậy, thế thì cửa hang nên bị cát lấp mới đúng, thế nhưng không có bao nhiêu hạt cát. Rất nhanh đi đến cuối đường hầm. Có một cái ao lớn, hình toàn, bán kính ba, bốn thước, Ánh lửa chiếu trên mặt nước nhẹ nhàng gần sóng Dù trong sơn động tối đen vẫn tỏa ra ánh sáng xanh âm u Nước này Càng kinh ngồi sống xuống Đám người đoạn phong bất nhị Phần đồ cuồng ca thiết khắc căng thẳng Ngón trỏ càng kinh chấm mặt nước gần sóng đặt bên môi Nhấp thử Càng kinh nhíu mày nói Hình như bên trong có vật chất đặc biệt gì nhưng không có độc Vật chất Phần đồ cuồng ca chấm nước nếm thử Cuối cùng múc nước lên uống cảm nhận chất lỏng trôi qua cổ họng, nắm đấm đặt ở bụng tùy thời cảm giác không ổn sẽ đấm vào bụng ói nước ra. Càng Kình cũng uống một hớp nước, cảm giác trừ hơi ngọt ra không có vấn đề gì khác. Ha 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 ha. ha. Xem ra không có độc. Đoạn Phong bất nhịn ngồi xuống, hai tay múc nước, cười nói. Trong cổ hoang sa hải này trừ ma thú, thời tiết là đáng sợ nhất ra, nguồn nước cũng là vấn đề lớn. Tuy trong đấu giới của càng Kình có túi nước nhưng không mang theo bao nhiêu vẫn là cái này, à. Nước trót vào yết hầu đoạn phong bất nhị, khuôn mặt trắng chợt đỏ rực, hai tay bóp cổ, mặt lộ vẻ đau đớn. Cái này, càng kinh ngẩn ra. Mọi người cùng uống nước đều không sao, tại sao đoạn phong bất nhị uống vào rồi? Vù 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 vù. Vù 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 vù. Vù 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 vù. Từng luồng lực lượng trướng từ trong ra ngoài người đoạn phong bất nhị, đấu khí như hòn đá rơi xuống nước tạo sóng gợn, không ngừng khuếch tán lăng tăng. Đây là... Càng kình ngơ ngác nhìn đoạn phong bất nhị, không thể tin điều trông thấy và cảm giác được. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà uống một ngụm nước thế mà. Thế mà sắp thức tỉnh lực lượng huyết mạch lần hai. Đúng vậy, đây là điềm báo tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trước đó tại cửa lớn càng gia, càng kinh thấy có người tự nhiên thức tỉnh, suýt chút nữa là thức tỉnh thành công. Càng kinh không ngờ đoạn phong bất nhị trước mắt hắn cũng sắp thức tỉnh chỉ một hớp nước. Càng kinh nhìn nguồn nước bên cạnh, nếu thật sự nước này là nguyên nhân thì lát nữa cũng phải để thiết khắc uống một hớp, thức tỉnh lực lượng huyết mạch là điều chỉnh lại thân thể với quy mô lớn. đông rằng từng có chiến sĩ huyết mạch bị thương thân thể trong lúc chiến đấu, khi sắp thua thì thức tỉnh lực lượng huyết mạch mới, thân thể bị thương nặng cực kỳ nhanh lành lặng, dựa vào sức bật vừa thức tỉnh giết chết đối thủ. Đè xuống, đè xuống cho ta. Đoạn phong bất nhị lăn trên mặt đất cuộn mình thành con tôm, không ngừng mấp máy, miệng lầm bầm. Ta không muốn thức tỉnh vào lúc này, ta không muốn có được lực lượng từ may mắn. Ta muốn tự sắp xếp đặt kỹ huyết mạch cửu đầu xà của ta, độc. Năng lực mới của ta nhất định phải là độc. Mặc kệ là nọc độc, độc trắng hay bò cạp hoặc là độc khác, độc gì cũng được. Sau đợt trùng kích sắp thức tỉnh lực lượng ngắn ngủi lại bị đoạn phong bất nhị đè nén, khuôn mặt trắng xanh ướt đẫm mồ hôi. Bất cứ chiến sĩ huyết mạch nào nếu đến giai đoạn thức tỉnh có thể đè ép lại, tự mình khống chế để lần sau tự chủ thời gian thức tỉnh lực lượng. Cửa đã mở nhưng bị người tự tay đón, người biết cách đóng cửa muốn lại mở ra thì rất đơn giản. Ha 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 ha. Suýt chút nữa. Đoạn phong bất nhị lau mồ hôi tráng. Suýt chút nữa là có vấn đề rồi. Càng kinh khó hiểu nhìn đoạn phong bất nhị, hỏi. Tại sao muốn có độc? khi gặp phải những đối thủ không thể đánh bại ta trong chớp mắt. Đoạn phong bất nhị cười nói. Vậy là ta chỉ cần cho hắn chút độc rồi kéo dài thời gian chiến đấu, ai sẽ là người thắng? Càng kinh không biết nên nói cái gì trước suy nghĩ chiến đấu của đoạn phong bất nhị, hoàn toàn là cách nghĩ khác nhau. Càng kinh ở trong vô tận thế giới, tứ quý sơn cốc thời gian dài, thói quen dũng mãnh tinh tiến, quyết không thuộc lùi, nhanh chóng, dứt khoát, rõ ràng. Cách chiến đấu nếu một kích vết đối thủ thì sẽ không kéo dài đến chiêu thứ hai. Độc. Càng kinh trầm ngâm nói. Có hai loại độc khá hợp với ngươi. Một là ma hạch của sa hạc vương vừa nảy, còn có nguyệt ma hoa chu. Nguyệt ma hoa chu. Đó là thứ tốt. Mắt đoạn phong bất nhị sáng rỡ còn hơn cả lửa cháy. Càng kinh, ngươi có ma hạch của ma thú mạnh như nguyệt ma hoa chu sao? Cái này thật là... Nằm mơ đi. Càng kinh lắc đầu. Nói Ta chỉ biết chỗ nào có nguyệt ma hoa chu Cái này, vậy thì để cân nhắc xem Đoạn phong bất nhị nghiêm túc tay chống cầm Bây giờ ngươi là phục ma tứ chiến lại có ý thức đấu tâm Thiết khắc có thực lực từ phục ma nhất chiến trở lên Cộng với ta sắp tùng kích đến hàng ma cửu chiến Thực lực của cùng ca, bao vây diệt một con nguyệt ma hoa chu thì Sợ là không làm gì được Càng kinh lắc đầu ngoài ngoại Trước kia ta không biết thứ đó mạnh cỡ nào nhưng giờ thì bắt đầu hiểu rồi. Rõ ràng nó chỉ là ma thú trung đẳng nhưng lại không đơn giản là thế. Nếu không được thì... Đoạn phong bất nhị búng tay nói. Tìm lôi địch đại thúc hỗ trợ. Ta không tin một cường giả nhập thánh không làm gì được một con nguyệt ma hoa chu. Càng kinh gật đầu. Nếu lôi địch ra tay thì nguyệt ma hoa chu trừ bị giết ra sẽ không có kết quả nào khác hơn thiết khắc vịn vai càng kình miễn cưỡng ngồi sổng xuống bắt chước đoạn phong bất nhị hai tay múc nước uống mọi người đều là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch nếu nước này có tác dụng với đoạn phong bất nhị thì vô dụng thiết khắc uống hớp nước phát hiện thân thể không có phản ứng gì thiết khắc liên tục uống mấy hớp nhưng vẫn không có gì ánh mắt nghi hoặc nhìn càng kình trong bốn người càng kình trừ không biết gì về trình độ chiến đấu càng cao ra các mặt tri thức như bách khoa toàn thư biết đi gần như không có chuyện gì là hắn không giải đáp được càng kinh nhìn đoạn phong bất nhị lại ngó thiết khắc vốn muốn nói thứ này chỉ hữu dụng với thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhất giai nhưng chính càng kinh thậm chí không thức tỉnh nhất giai thế mà uống nước vào không có phản ứng gì nếu vô dụng với thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhị giai thì sao lộ tây pháp lưu thủy mạo hiểm tiến vào đây đối với chiến sĩ huyết mạch thì quan trọng nhất là tìm hết cách mở ra lực lượng huyết mạch bị giam trong thân thể mỗi lần thức tỉnh được đến lợi ích không phải chiến sĩ bình thường có thể tưởng tượng ra không lẽ lộ tay pháp lưu thủy không đến vì nước này càng kình lấy bản đồ từ đấu giới ra mới nãy hắn không nhìn kỹ tấm bản đồ toàn tập trung vào ao nước trong sơn động đây là càng kình nương ánh lưỡi nhìn bên dưới bản đồ còn có một khoảng lớn từ ao nước đi xuống bên trái có một lối vào dưới ao nước nhìn tỷ lệ thì lối vào cao hai thước rộng hai thước vuông vức đi vào trong một chút, bức vẽ cao ánh dấu có nguy hiểm hay ma thú mà là hình dạng cái rương. Kho báu Dù là người chưa từng xem bản đồ kho báu khi thấy dấu hiệu này biết ngay hình ảnh đại biểu cho cái gì. Bên dưới ao nước này có dấu kho báu. Càng kinh nhìn đoạn phong bất nhị, lại nhìn mấy người khác. Các ngươi chờ ở đây, ta đi xuống xem sao. Đoạn phong bất nhị gật đầu. Tuy mới nãy đoạn phong bất nhị uống hai hớp nước nhưng không dẫn đến thức tỉnh lực lượng huyết mạch, không ai dám bảo đảo nguyên người gã ngâm trong nước có khiến lực lượng huyết mạch lại thức tỉnh không. Mới nãy đoạn phong bất nhị phun ra kịp lúc, nếu ngâm trong nước thì có muốn xua nước dính trên da cũng khó. Thiết khắc bị thương không tiện xuống nước, thực lực của phần đồ cuồng ca hơi kém nên đành chờ trên bờ. Dưới nước. Tại sao dưới nước có kho báu và đường hầm? Càng kinh khó hiểu chui xuống nước. Lộ tay Pháp lưu thủy lấy bản đồ từ đâu ra? Sao có thể đánh dấu đến tận bên dưới? Càng kinh lặng trong nước, ý thức đấu tâm lại phát triển, thân thể không cần vặn vẹo cũng có thể dễ dàng khống chế dòng nước xung quanh, khiến chúng nó kéo hắn nhanh chóng chìm xuống. Chút không khí trong nước thông qua lỗ chân lông tiến vào trong nước. Ý thức đấu tâm đúng là thứ tốt. Càng kinh nhanh chóng lặng xuống, thầm khen trong lòng. Có thứ này rồi nếu bị chôn trong sa mạc hay dưới nước thì không sợ bị ngọc chết. Nếu vào chiến trường nhân ma vùi mình trong đất cát, dùng cường cung phục kích cường giả quan chỉ huy quân đội ma tộc đi qua thì là cách tuyệt vời nhất. Chớp mắt càng kinh lặn xuống hơn 200 thước, rốt cuộc thấy lối vào ghi chép trong bản đồ. Cái này, càng kinh bền bồng trong nước nhìn lối vào, phát hiện cổ hoang sa hải khắp nơi đều thần kỳ, quái dị. Càng kinh mới vào đây không lâu đã nhiều lần bị chỗ này khiến giật mình, hèn chi biết bao nhiêu người nói cổ hoang sa hải là tử vong xa xôi còn có may mắn. Người siêu may vào trong cổ hoang sa hải sống sót trở ra, hoặc là thành nhà giàu bạc triệu Hoặc mạnh hơn trước kia rất nhiều Đồng rằng kim trạch thiên lục từng mạo hiểm vào cổ hoang xa hải Chỉ ở bên trong 4 năm Khi quay về chốn cũ đã thành cường giả hiếm có Lối vào vung vứt ở ngay trước mắt Càng kinh chậm rãi vân tay ra Phát hiện bàn tay xuyên qua chất lỏng tao su đó không chạm vào hạt nước nữa Bên kia lối vào khô ráo Không có nước, không gian có thể đi bình thường Càng kinh đạp bước vào trong Tự do hít thở không gian trong đường hầm liên tục khen thật là kỳ lạ nước ngừng ở cửa hang sẽ không tiến vào bên dưới sơn động cổ hoang sa hải không uổng được gọi là vùng đất thần kỳ lấy được bản đồ từ tay lộ tay pháp lưu thủy đúng là may mắn may mắn sao chiến sĩ bình thường chạy ra công kích là may mắn sao lộ tay pháp lưu thủy ngồi trên mặt cát nhìn hướng ngọn núi càng kinh ở tiên ma lộ tay pháp nghịch hàng dùng thủy ưng đưa ra bản đồ tin tức cuối cùng biểu thị ngọn núi kia chắc bên trong để lại di sản của hắn. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa là có được. Hủy một mắt của ta, ta nhất định phải giết hắn, giết chết hắn. Ma võ sĩ huyết mạch huyết bức quỳ một gối, đầu dán sát bãi cát, móc một quyển trục ra khỏi ngực. Công chúa, dù bọn họ lấy được quyển tục của công chúa thì sẽ chỉ thấy kho báu mặt ngoài, không có tấm bản đồ này thì bọn họ không thể có được kho báu thật sự, ám ma khải. Ám ma khải, ám ma khải là cái gì? lộ tây pháp lưu thủy giơ tay che hốc mắt phải đã ngừng chảy máu còn lại mắt trái khinh thường liếc ma võ sĩ huyết mạch huyết bức ở bên cạnh đúng là dùng thành trì cũng không đủ trao đổi một trong các bộ ám ma khải nhưng nó không phải toàn bộ tài sản lộ tây pháp nghịch hàng để lại hoàng tộc lộ tây pháp trước giờ truy cầu thực lực cường đại thức tỉnh lực lượng huyết mạch tăng đấu khí ít có ma nào chú ý chuyện nào khác hơn lực lượng lộ tây pháp nghịch hàng là một ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ khá đặc biệt còn là thần bí dược sư hiếm có. Một thần bí dược sư chủ công thảo dược biến dị, chỉ tính gieo trồng đã đạt đến trình độ ngũ giai. Tại lĩnh vực thần bí dược sư cũng giống như dược tề học, có đủ loại chi nhánh, lưu phái. Lưu phái tài liệu thân thể ma thú, giả thú, lưu phái các loại thảo dược biến dị, lưu phái cải tạo thân thể. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàng là người phát ngôn gần như có quyền uy nhất về dược thảo biến dị trong tất cả thần bí dược sư ma tộc, dù là thần bí dược sư dược thảo biến dị của chân sách hoàng triều cũng rất khâm phục lộ tây pháp nghịch hàng lộ tây pháp nghịch hàng lợi dụng thủy ưng mang tin về trong mấy ngàn năm từng nói trừ có ám ma khải hắn trọng đi còn có các loại dược thảo biến dị mới nhất hắn cực khổ bồi dưỡng ra đó mới là tài phú lớn nhất chiến sĩ kia tuyệt đối đừng hủy những dược thảo quý giá đó lộ tây pháp lưu thủy nghĩ đến càng kình là hốc mắt trống rỗng đổ máu lại đau nhất ngón tay thun dài trắng nọn ấn hốc mắt mu bàn tay nổi gân xanh con mắt còn lại lóe tia căm hận ta nhất định phải giết hắn mắt của ta ta phải giết chết chiến sĩ loại chiến sĩ chưa thấy qua quen mặt này tuyệt đối đừng cho rằng đều là thảo dược vô dụng rồi hủy đi hết mà võ sĩ huyết mạch huyết bức yên lặng quỳ một bên con mắt với thị lực cực kém cứ liếc trọng vẻ mặt lộ tay pháp lưu thủy thầm thở dài khả năng này quá nhỏ chiến sĩ biết dược thảo bình thường thì còn có thể chứ sao biết dược thảo liên quan thần bí dược tề thấy dược thảo quá dị có thể nhúc nhích thì tất nhiên là sẽ bản năng hủy diệt chúng nó ai lộ tay pháp lưu thủy cắn răng khẽ thở dài e rằng điều này rất khó khăn nhìn quần áo chiến sĩ đó không giống thế lực lớn dược thảo cao cấp như vậy làm sao hắn hiểu được có lẽ hắn thấy dược thảo sẽ nghĩ là ma thú trong cổ hoang sa hải lập tức công kích hủy diệt chúng nó sơn động ẩm ướt, sau lưng là nước giếng xanh biếc, trước mặt là màn nước treo trước sơn động ngầm. Trong sơn động không có tia sáng, màn nước tự tỏa ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng đường hầm hẹp dài. Cổ hoang sa hải thần kỳ, sơn động thần kỳ, màn nước thần kỳ và cả. Thực vật thần kỳ. Trong đường hầm hẹp dài bốc từng mùi hương kỳ dị. Càng kinh nhìn hoa cỏ mọc đầy dưới đất cách cân không xa, nhưng đóa hoa này toàn là hoa cỏ biến dị hoặc nên nói là trải qua nhiều loại thực vật khác nhau do sức người đặc biệt nuôi dưỡng hoa cỏ lai giống để chế tạo thần bí dược tề. Nơi này từng có người ở càng kình nhíu mày. Hoa cỏ bình thường không có ánh nắng chiếu sáng rất khó sống, càng đừng nói đến sinh sôi cái gì. Chỉ có hoa cỏ lai giống mới có năng lực sinh tồn như vậy. Một đóa hoa cao nửa người, thân thể mềm nhũng miệng vàng tự xoay nụ hoa hướng càng kình Đóa hoa giống miệng người nhưng to hơn cả đầu người đang mấp máy môi không được rồi. Càng kinh vội chạy tới, một cước đạp khẩu xú hoa, nghe bụng nó kêu ung ục, cái miệng há ra khép lại. Càng kinh nhìn phản ứng của khẩu xú hoa màu vàng, thở phao. May mắn, thứ này há mồm phun ra khí lưu dính vào y phục, làn da thì dụ ngâm trong nước ba ngày ba đêm, dụng các loại tinh dầu trà rửa cũng không trừ hết mùi hôi nồng nặc. Dây hoa giống như rắn cỏ bất ác mấp mấy cuốn chân càng kinh, từng cây gai nhỏ sắc bén nhanh chóng mọc từ dây hoa đâm ra mạng đà la đằng hoa. Càng kinh ngồi xuống, bất ngờ nhìn hoa cỏ cuốn trên chân. Âu lạp lạp từng nói thứ này không dễ nuôi, thường sống nhờ máu, nhưng chỗ này không thấy có máu làm sao nó sống được. Không lẽ? Càng kinh quay đầu nhìn màn nước xanh sau lưng. Lại là nguồn nước quá dị này khiến mạng đà la đằng hoa không cần máu cũng có thể sống. Vậy thì dược tính của nó có bị thay đổi gì không? Càng kinh bẻ gãy một gai hoa trên dây hoa, toàn bộ gai rụt vào trong, dây hoa cuốn quanh chân càng kình nhanh chóng thuộc trở vào trong bụi cỏ. Hơi ngọt và tê tê. Càng kình phun gai hoa xuống đất, gật đầu nói. Vẫn là dược hiệu của mạng đà la đằng hoa, không có gì thay đổi. Càng kình đứng dậy, cẩn thận thăm dò phía trước, quan sát hoa cỏ biến dị xung quanh, lấy làm lại nhíu mày. Tại sao chỉ có hoa cỏ? Nếu như quanh địa kim hoa chăn nuôi một đám thôn kim lục tinh trùng thì sẽ khiến địa kim hoa càng thêm tươi tốt, sinh thành toàn bộ dược hiệu. Còn nữa, nếu chỗ này có ngũ thải khâu dẫn, Bạch Nga là thủy tinh trư lung thảo có thể nở cánh hoa sáu màu chứ không phải chỉ có hai màu, có thể thu được nhiều dược hiệu khác nhau hơn. Càng kinh càng nhìn càng lắc đầu, thở dài. Càng kinh hơi hãy bố cục dược tề chỗ này, dược tề khác nhau phối hợp gieo trồng đúng là có thể sinh ra dược tính tốt hơn, nhưng bỏ sâu biến dị vào là có thể khiến hiệu quả dược tề tăng lên gấp 5 lần rồi, cố tình không có rốt cuộc người này có biết trồng dược tề không vậy càng kinh gãi đầu bỏ mấy con sâu vào bộ khó khăn lắm sao ánh mắt thấp quá người trồng dược tề chắc không đến trình độ dược tề học đồ đất này nữa nếu trộn các bên ngoài vào góc gian linh hồ lô thì sẽ có hiệu quả tốt hơn càng kinh quẹo qua hai lần đường hầm hẹp dài biến thành đại sảnh trống trải đại sảnh hình toàn này có bán kính mười thước mặt đất trồng đủ loại hoa cỏ biến dị vốn tính thời gian từng chút một góp nhặt các loại dược tề rồi nuôi thành dược thảo biến dị, không ngờ tại đây tự nhiên được ở hạt màu dược tạm được. Càng kinh đánh giá viên mầm dược tề màu sắc trực rỡ, sức hấp dẫn tập trung vào tảng đá ngai vàng ở phía xa. Nguyên đại sảnh chỉ có chỗ đó là không có bất cứ thực vật, tảng đá điêu khắc ngai vàng đậm đặc mùi hoàng tộc ma tộc cổ kính. Một đống xương ma tộc dựng thành khô lâu hình ma, tay cầm trường kiếm nhỏ hẹp dựng thẳng, yên lặng ngồi vị trí hốc mắt là hai lỗ đen nhìn chầm chầm can kinh. Ma võ sĩ huyết mạch đòa lạc thiên sứ. Trước khi chết đoán chừng tệ nhất thức tỉnh lục dai. Càng kinh ngơ ngác nhìn cánh sau lưng đã không có lông chim, chỉ để lại xương cánh hoàn chỉnh. Thức tỉnh tam giai có thể sinh ra một cánh hoàng mỹ, thức tỉnh lục dai mới sinh ra một đôi, người này ít nhất cũng thức tỉnh lục dai. Chiến sĩ huyết mạch có cánh tính ra được vài loại nhưng ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ rất đặc biệt. Lúc thức tỉnh lục giai chẳng những sinh ra cánh hoàn chỉnh thứ hai, giữa trán hình thành một viên bảo thạch hình thoi, màu đỏ, trắng, lam, trong đó màu đen thường thấy nhất. Đôi xương cánh to lớn, bảo thạch ma pháp chớp lóe ánh sáng đen dụ hoặc người, đây chỉ có thể là xác của ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Cái này, càng kinh cẩn thận đến gần bộ xương, nhìn chầm chầm bảo thạch màu đen trên trán lộ tây pháp nghịch hàng. Được gọi là bảo thạch khởi nguồn ma chủng. Dù là loại đấu ma song tu lực lượng huyết mạch nào đều không thể vừa tiến vào chiến thân huyết mạch vừa có năng lực thuấn phát ma pháp như đại ma pháp sư, cũng cần quyển trục ma pháp hoặc ma đạo khí trợ giúp. Nhưng đây không phải là tuyệt đối. Ít nhất đối với huyết mạch đọa lạc thiên sứ thì sau khi thức tỉnh lục giai, nếu vẫn không đến cảnh giới 6 PM, khối bảo thạch sinh ra trên trán sẽ trở thành bảo đảm thuấn phát ma pháp. Bảo thạch ma pháp màu đen có thể thuấn phát ma pháp hắc ám hệ, dù thúc đẩy ma pháp cao cấp cũng được bảo thạch này tăng khả năng, khiến uy lực ma pháp càng mạnh hơn. Nếu tráng sinh ra bảo thạch ma pháp màu lam là có thể thuốc phát ma pháp thủy hệ, ma pháp khác vẫn cần vật phẩm cần thiết hỗ trợ. Tộc lộ Tây Pháp gọi bảo thạch ngưng tụ trên trán là bảo thạch khởi nguồn ma chủng. Dưới tình huống bình thường, sau khi ma của tộc lộ Tây Pháp chết sẽ tan vỡ thành hư vô. Càng kinh đứng trước xương lộ Tây Pháp nghịch hàng, tò mò sợ bảo thạch đen rực rỡ tại sao người này chết lâu rồi mà bảo thạch còn tồn tại két vàng tiếng nổ điếc tai trong xương cốt ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ phát ra tiếng gầm chói tai lực lượng đấu khí mạnh mẽ bùng phát từ bộ xương sọ não xám trắng bỗng nở rộ sau sáu cánh màu đen nho nhỏ trường kiếm hẹp dài nhanh như chớp đâm vào họng càng kình vị trí hốc mắt đen ngòm trên đầu lâu phát ra ánh sáng đỏ chói mắt kiếm mỏng như điện giống trắng trước khi ra tay không chút dấu hiệu không khí bị kiếm mỏng xé rách phát ra tiếng rít như mảng xa thề lưỡi. Trong phút chốc đại sảnh tăng khí lạnh, như ở trong cực dạ tại cổ hoang sa hải, máu đóng băng. Khoảnh khắc, càng kinh dựng đứng lông tơ, chỗ cổ họng lạnh lẽo như bị người tỏa định, kiếm đã đâm thủng. Trong một giây trái tim đập nhanh đến mấy chục lần. Một kiếm đáng sợ, đấu khí khủng khiếp, càng đáng sợ hơn là ma không biết chết bao nhiêu năm đột nhiên ra tay. Vòng linh Trước kia càng kình có nghe nói vong linh chỉ có trong chuyện kể của ngâm du thi nhân, chết rồi đột nhiên vùng dậy tay vung đao kiếm lại giết người. Dù là trong vô tận thế giới, nơi tràn ngập bí ẩn quái dị, càng kình chưa từng thấy bộ xương chết rồi có thể nhúc nhích. Càng kình cảm thấy gai sóng lưng, không chỉ kinh ngạc kiếm mỏng mà còn hoảng loạn trước sự vật quái dị. Ai có gan lớn cỡ nào thấy người chết đột nhiên làm như vậy không thấy rợn người mới lạ. Trong một thoáng, Càng kình đẩy đấu khí trong 108 đấu khiếu lên đỉnh điểm, cờ bắp toàn thân rung nhanh, một thức vạn ảnh nhanh như chớp chạy sang một bên vong linh. Trường kiếm mỏng đâm thủng tàn ảnh càng kình để lại. Vù 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 vù. Tia sáng đỏ trong hốc mắt vong linh lóe sáng, khớp cổ chân xoay chuyển phát ra tiếng răng rắc, chói tai quái dị làm da đầu người tê dại. Thân thể xoay chuyển lại đối mặt càng kình, trường kiếm nhỏ hẹp đâm ra chỉ hướng cầm dưới của càng kình, không di chuyển nhiều chỉ xoay khớp xương chân chuyển đến hướng người bình thường không làm được nhanh chóng giải quyết vấn đề trông rất khó khăn đây là cái quái gì vậy trời càng kình chưa ổn định thân thể thấy cổ chân ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ chuyển động kinh người lật cổ tay lấy nửa tấm thuẫn từng chắn hủy diệt ma nhãn ra khỏi đấu giới va chạm với kiếm đâm tới keng 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 tiếng kim loại va nhau hỏa hoa văng khắp nơi trường kiếm nhỏ hẹp va chạm vào nửa tấm thuẫn xung lực mạnh mẽ khiến thân kiếm mỏng nhỏ biến thành hình trăng khuyết đấu khí xuyên thấu tấm thuẫn va chạm với đấu khí của càng kình nghiện nát tay áo y phục chiến đấu càng kình mới thay may là càng kình có ý thức đấu tâm nếu không thì thật sự không đỡ nổi đấu khí trùng kích càng kình nhướng mày nhìn thân thể đối thủ mắt bỗng sáng lên hắn ngồi xổng xuống lại phát động vạn ảnh đối thủ bỗng nhiên biến mất đầu chiến sĩ vong linh răng rắc quẹo 180 độ chuyển hướng sau lưng phần eo chạy thẳng đến cổ cũng vặn chuyển hướng, kiếm mỏng lại đâm hướng càng kình chưa kịp đứng vững. Vù 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 vù. Khoảnh khắc trường kiếm đâm vào cái bóng thì tráng càng kình chảy mồ hôi xuất hiện sau lưng chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Càng kình bất chấp hai tay đau đớn, từ đằng sau vươn ra bắt chặt xương tay của đối thủ, đôi chân nhảy lên kẹp xương đùi đối thủ. Cơ bắp toàn thân càng kình nhanh chóng trướng to, dùng sức. Nhược điểm cánh tay càng kình kìm xương tay đối phương dùng sức duỗi ra ngoài đấu khí này rất mạnh rồi lại cho bộ xương chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ cường đại thức tỉnh lục giai một nhược điểm lớn mới nãy khi trường kiếm đâm vào nửa tấm thuẫn nhược điểm lộ rõ rành rành đấu khí đúng là cực kỳ cường đại nếu càng kình không có ý thức đấu tâm thì đúng không thể đối kháng cùng quái vật này nhưng nó có một điểm yếu đó là lực lượng thứ này không có cơ bắp tuy rằng toàn thân tự do xoay chuyển mà không sợ trật khớp này nọ nhưng cũng bởi vì không có cơ bắp khiến lực lượng của nó chỉ bằng người thường nếu không phải đấu khí sinh ra sức bách lực phá hoại cao thì uy lực của quái vật này sẽ yếu rất nhiều không có cơ bắp sức chống đỡ da và gân xương cốt nối với nhau răng rắc răng rắc răng rắc xương tay vong linh chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ từng chút một bị rút khỏi thân thể lại một tiếng chói tai vang lên, thi thể lộ Tây pháp nghịch hàng phát ra lần phản kích cuối cùng, đầu răng rắn hoàn toàn xoay lại, cái đầu mang theo bảo thạch khởi nguồn ma chủng màu đen mạnh va chạm. Sau đầu ai cứng? Cổ càng kinh duỗi ra sau đập mạnh vào ma pháp trận lấp lánh ánh sáng đen trên đầu lộ Tây pháp nghịch hàng. Rầm. Răng rắc. Đầu lâu trắng cũ kỹ có một vết nứt, rạn nước lan nhanh bốn phía. Chớp mắt có trăm ngàn lặng ranh đen, cuối cùng rắc một tiếng vỡ vụn rớt xuống đất mới nãy bộ xương còn nhảy nhóc mỗi kiếm muốn lấy mạng người dây tiếp theo thành xương trắng rơi đầy đất len ken ken trường kiếm nhỏ hẹp rớt xuống đất vang thanh âm giòn vang nói cho càng kình đây không phải là ảo giác mà là thật sự tồn tại mới rồi càng kình cùng một bộ xương không biết chết bao năm đánh kịch liệt cái này càng kình nhìn xương đầy đất thở hổn hển trong vòng một ngày liên tục đấu mấy trận toàn là trong tình huống thân thể bị thương cứ đánh tiếp như vậy cho dù thân thể lành lại thì e rằng đời này càng kinh đừng mong tiến lên cảnh giới càng cao. Rốt cuộc có chuyện gì? Càng kinh nhìn mấy chục khối sọ não đầy đất, trận sau sáu cánh phụng ảo màu đen. Càng kinh phân biệt nửa ngày, nhận ra tri thức minh văn mình học được không thể giải mã ma pháp trận quái dị trước mắt. Nhớ kỹ, phải nhớ kỹ. Càng kinh gắn lại sọ não, ngón tay khó khăn vẽ từng ký hiệu ma pháp trận, ghi nhớ lớn nhỏ minh văn là một ngành học rất phức tạp và quái dị cùng ký hiệu lớn nhỏ khác nhau vị trí đặt khác nhau dùng trên tài liệu khác nhau thì phát huy tác dụng là ba loại kết quả hoàn toàn khác biệt không thể sai lệch một ly sai một chút thì chạy vào vô tận thế giới hỏi cũng sẽ nhận đáp án sai càng kinh nhớ kỹ trận đồn ma pháp trận sau sáu cánh hắn lắc mạnh đầu miễn cưỡng ghi nhớ lại bằng trí tuế trong tình huống không có chút cơ sở nào thật là công tác mệt nhọc càng kinh nhặt kiếm mỏng lên, tay đè mũi kiếm công thành hình trăng tròn, nhẹ thả ngón tay. Thân kiếm, tưng, một tiếng bắn thẳng trở về, rung nhanh như có mấy chục thanh kiếm chồng lên nhau. Kiếm tốt, chất liệu tốt. Trừ mũi kiếm va chạm với nửa tấm thuận hơi lục ra, toàn thân kiếm cơ hồ không có bất cứ tì vết. Hơn 10 loại tài liệu kim loại cao đẳng đúc ra coi như là một thanh đấu binh cửu dai gần với đấu binh đỉnh dai thập dai. Đáng tiếc không phải là hồn binh càng kinh lắc đầu cất kiếm vào trong đấu giới định dành cho thiết khắc sử dụng thứ này hình như cũng chẳng mạnh gì không có cả hồn binh rao rao đống xương dưới đất có hai khúc xương sườn lăn vào dược thảo bên cạnh dường như nghe thấy bình luận của càng kinh phát ra tiếng phản bác trên đời có bao nhiêu thanh hồn binh đừng tưởng rằng ngươi có thể làm hồn binh thì hồn binh không đáng giá tiền đấu binh cửu giai đã là vũ khí hiếm hoi càng kinh đá xương cốt dưới chân nhìn hoa cỏ bốn phía càng kinh chấp chớp mắt vẫn không thể tin mới rồi bộ xương không biết chết mấy trăm năm hoặc ngàn năm đánh nhau cùng hắn chuyện này khiến người khó thể chấp nhận càng kinh lấy băng vải khỏi đấu giới lại cố định cánh tay liên tục bị thương càng kinh thẳng sống lưng mắt quét ngai vàng do đá đục ra bên trên khắc đầy chữ của ma tộc tuy hơi cổ kính nhưng vẫn nhận ra ý nghĩa chữ ma tộc mấy ngàn năm qua tuy ma tộc không ngừng phát triển chữ có chút thay đổi nhưng tổng thể thì không biến đổi bao nhiêu Chân sách Hoàng Triều và ma tộc chinh chiến đã lâu, hai bên bồi dưỡng thế hệ tiếp theo ngay từ nhỏ đã biết đọc chữ của đối phương, lỡ như trên chiến trường chặn được thư tình báo của quân địch mà không biết đọc, làm hỏng chiến cơ, chuyện này cũng từng xảy ra và không chỉ một lần. Thế nên chữ của ma tộc là khóa bắt buộc chiến sĩ chân sách Hoàng Triều phải học. Muốn trở thành quan chỉ huy sơ cấp cần biết ít nhất 4.000 chữ ma tộc, chân sách Hoàng Triều gọi là ngôn ngữ ma tộc tứ giai. Quan chỉ huy trung cấp phải biết 6.000 chữ ma tộc, quan chỉ huy cao cấp thậm chí cần biết 8.000 chữ ma tộc. Càng gia từ nhỏ đã chỉ dạy chút ít về mặt này, càng kình tự học trong đồ thư quán. Có lẽ tiếng M bác dai hơi khó nhưng lục dai thì nhắm mắt cũng thi đậu. Những chữ ma tộc giống như vong linh vẽ ma pháp trận ở trong mắt càng kình không phải việc khó, dễ hơn phá giải ma pháp trận đọc sao cũng không hiểu gấp mấy trăm vạn lần. Càng kình nhìn phong thư ma. Ngươi có biết bản vương là ai không? Bản vương là lộ tay pháp nghịch hàng vĩ đại, thức tỉnh ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ bát giai. Bát giai? Càng kinh bất ngờ nhướng mày. May mắn mới rồi là một ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ chết lâu năm, nếu ở lúc thực lực đỉnh cao chắc vừa nâng tay là càng kinh chết rồi. Lộ tay pháp nghịch hàng. Cái tên này rất quen thuộc. Càng kinh búng tay, đây là một ma cực kỳ nổi tiếng, không phải nổi về thực lực hay năng lực, lộ tây pháp nghịch hàng nổi ở chỗ đã làm ra chuyện mà ma khác không làm. Tạo phản Các hoàng tử trong ma tộc có truyền thống giành hoàng quyền, dù là thái tử cũng chưa chắc sẽ trở thành đại ma vương bệ hạ, chẳng qua thái tử có cơ hội lớn nhất. Nhưng khi đại cục đã định, cuộc tranh giành hoàng quyền sẽ ngừng ngay, người cùng nhau phụ tá tân sinh đại ma vương đối kháng chân sách hoàng triều. Lộ Tây Pháp nghịch hàng là phản tặc hiếm có trong lịch sử ma tộc, khi hoàng quyền đã sinh ra mà gã ngang nhiên sách động phần nhỏ ma tộc tạo phản, kết quả thất bại trốn chạy khỏi ma tộc. Khi đó lịch sử ghi rằng hoàng đế chân sách hoàng triều cực kỳ nhiệt tình mời lộ tây pháp nghịch hàng đang chạy trốn, hứa cho gã đãi ngộ phong vương. Nhưng cường giả ma tộc này dết hai sứ giả đưa tin, từ chối lời mời của hoàng đế chân sách hoàng triều. Đây là nội bộ của ma tộc chúng ta, liên quan gì đến nhân loại các ngươi? Có lẽ vì lộ Tây Pháp nghịch hàng tuyên bố như vậy nên Đại Ma Vương thời đó không đuổi tận giết tuyệt, sau này gã bí ẩn mất tích trong lịch sử. Thì ra là chết tại đây. Càng kinh gật gù nhìn diên ngôn khắc trên ngai vàng. Trốn vào cổ hoang sa hải, đúng là có sáng ý. Nếu có thể đọc hiểu thư của bản vương thì chắc ngươi là một thành viên ma tộc, thấy bản vương sao không quỳ xuống lạy. Càng kinh nhúng vai. Chắc cường giả ma tộc này đến chết cũng không ngờ người nhìn thấy và đọc hiểu thư lộ Tây Pháp nghịch hàng để lại là một chiến sĩ của chân sách Hoàng Triều. Càng kinh là chiến sĩ của chân sách Hoàng Triều làm sao có thể quỳ trước thân vương ma tộc. Đến đây nào ma, chắc ngươi nên biết chỗ này cách vùng ven cổ hoang sa hải năm dặm đi. Ngươi có thấy lạ là tại sao chỗ này không có ma thú cường đại bàn cứ không? Thật ra nơi này từng có rất nhiều ma thú, cường đại nhất là một con sa mãn. Ma thú cao đẳng càng kình tặc lưỡi. Tuy sa mãn không cường đại bằng loại ma thú như kim ma nhưng coi như xếp hạng top đầu trong ma thú cao đẳng. Trong ma hạch của sa mãn tinh thông hàng trăm ma pháp thổ hệ, da thịt cứng như sắt, lực lượng thậm chí sánh bằng bỉ mông, di chuyển cực nhanh trong bãi cát như chim bay trên trời. Quan trọng nhất là sa mãn có hai đôi cánh cùng loại như cánh dơi, nó có thể bay. Tuy sa mãn không thể bay quá cao nhưng nó đúng là bay được. Bản vương giết sa mãn nơi này, bá chiếm tòa núi to, muốn đi sâu vào cổ hoang sa hải nhìn xem, kết quả. Có một đoạn ngắn trên ngai vàng không khắc chữ rõ ràng. Càng kinh quan sát kỹ, hình như từng có chữ viết nhưng sau đó người khác đã xóa đi, vị trí bị xóa có một tầng bụi màu trắng nhạt trông như xương người ma sát với đá. Sau khi chết, đứng dậy lau. Càng kinh tiến tới trước nhìn kỹ thật lâu, mơ hồ thấy dấu mờ nhạt. Cẩn thận vong linh. Vong linh càng kinh ngoái đầu nhìn đống xương trắng dưới đất tiếc rằng hàng chữ sau bị xóa sạch không thấy rõ là gì nếu là chuyện được nhắc nhở trong di thư của cường giả thì chắc là chuyện rất quan trọng nhưng thật tiếc không biết có phải là sau khi lộ tay pháp nghịch hàng thành xương khô thì bò dậy xóa chữ trên tảng đá không mà đến bái tế ta có trông thấy hoa cỏ dưới đất không bên dưới vương tòa của ta có một quyển thần bí dược tề thực vật học do ta bỏ công biên soạn nó sẽ giúp ngươi rất nhiều nếu ngươi muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất thì tuyệt đối đừng đụng vào môn học này không đụng vào càng kinh nghi hoặc gãi đầu đọc tiếp bất cứ chuyện gì muốn làm đến mức tận cùng thì tuyệt đối không thể phân tâm chút nào ta rất hối hận lúc trước ta được gọi là ma thông minh nhất ta luôn cho rằng như vậy chẳng những trở thành ma mạnh nhất mà còn muốn trở thành ma thần trong truyền thuyết chưa từng có ma có thể trở thành ma thần dù cho là ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực cũng không thể trở thành ma thần trong truyền thuyết. Muốn trở thành ma thần thì phải học chế tạo thần bí dược tệ. Ta bước lên con đường này, dựa vào trí thông minh của ta rất nhanh có quyền uy hệ hình thành thực vật thần bí dược tệ trong thiên địa. Quyền uy Khóe môi càng kình co giật. Dù là mấy ngàn năm trước thì thần bí dược tệ học không phát đạt như hiện nay, người có mấy võ mèo quào mà cũng thành quyền uy chút bản lĩnh này còn không bằng ta. Ta chỉ là một học đồ thần bí dược tề. Càng kình tự tin nhìn quanh. Học đồ thần bí dược tề chỉ là càng kình tự phong, nếu Âu Lập lặp nghe thấy không chừng lại làm chuyện rõ ràng là hành hạ nhưng nói là đặt huống càng kinh. Nếu lúc trước ta không phân tâm sức lực thì chắc đã có thể trở thành ma mạnh nhất, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu ngươi không thể trở thành ma mạnh nhất thì hãy học tri thứ thần bí dược tề thực vật học của ta đi, nó sẽ khiến ngươi trở thành quyền uy một phương. Bất cứ loại thực vật nào tại đây đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cực phẩm. Cái này. Thổi phòng hơi quá đáng đi. Càng kình quay người nhìn hạt mầm thực vật bí ẩn khổng lồ sau lưng. Nói đến thì mấy cái này cơ sở tốt hơn chút nhưng cách cực phẩm còn xa 10 con phố, vậy mà một ma tộc dám gọi là cực phẩm. Nếu Âu Lạp Lạp biết chuyện, cho dù ngươi có thể sống lại cũng sẽ dùng dược chút chết ngươi. Ngai vàng đá nặng nề trước sức mạnh như người rừng của càng kình đã được bố lai khắc đại thúc huấn luyện bị dễ dàng nâng lên. Cái hộp ngọc thạch tinh xảo, mở ra chỉ thấy bên trong là một đống mục rửa, mốc meo. Càng kình ngẩn ra, nở nụ cười chăm chọc. Mấy ngàn năm, đừng nói là tờ giấy, dù là quyển trục da dê cũng mục rửa. Chắc vị vương gia ma tộc này không ngờ được sau khi chết nhiều năm mới có người đến đây. Có xem hay không cũng không sao. Càng kình buông ngai vàng bằng đá về vị trí cũ, xoay người nhặt bảo thạch khởi nguồn ma chủng màu đen khảm trên trán lộ Tây Pháp nghịch hàng. Dù không có tinh thần lực, không thể cảm nhận nguyên tố xung quanh nhưng càng kình vẫn cảm giác được bảo thạch màu đen trong tay ẩn chứa năng lượng cường đại. Nếu dùng bảo thạch khởi nguồn ma chủng chế tạo vũ khí phù văn ma pháp hay ma đạo khí vân vân sẽ là tài liệu siêu tốt. Không lẽ kho báu là chỉ những hoa cỏ này? Càng kình nghi ngờ đánh giá bốn phía vách tường bò đầy thực vật đủ loại làm người ta không thấy rõ màu sắc vốn có của vách tường hoa cỏ biến dị đúng là món tài sản không nhỏ nhưng đối với đa số người thì hao cỏ biến dị và chậu hoa kiển bình thường không có gì khác biệt cho dù bán nó đi cũng sẽ không bán được giá cao chắc chắn là có thứ gì đặc biệt càng kình đi tới đi lui quanh đại sảnh tuy chiến sĩ rất nghèo nhưng là vương gia của ma tộc lại có lực lượng thức tỉnh bác giai ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ song lịch sử từng nói hắn được thưởng nhiều thứ trong chân sách hoàng triều vậy thì phải giàu lắm mới đúng. Một vòng, hai vòng, khắp nơi là bùn đất và thực vật, muốn tìm chỗ giấu kho báu là rất khó khăn. Không lẽ hắn bỏ kho báu vào đấu giới? Càng kình ngồi xuống ngai vàng đá, ngón tay liên tục gõ tay vịn. Nếu nói vậy thì nguy thật rồi. Chiến sĩ chết đi thì đấu giới sẽ vĩnh viễn đóng lại, cho dù ngươi có là cường giả nhập thánh cũng không có cách nào. Đùng 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 đùng. đùng rỗng ruột. Càng kinh cúi đầu nhìn tay vịn bên tay phải, loại ngai vàng bằng đá này muốn làm ra tay vịn rỗng ruột sẽ khó khăn hơn tay vịn đặt ruột nhiều. Ở nơi khỉ ho cò gáy này có cần nghiên cứu hiệu quả chuyển vận làm ra một tay vịn rỗng sao? Càng kinh nhìn tay vịn, thở dài, tụ tập đấu khí trên chân, một cước đạp bể tay vịn rỗng ruột bằng đá. Một tay nắm kim loại chui ra từ đá. Càng kinh dùng chân nhẹ đè tay vịn vào ngai vàng, bức tường sau lưng ghế từ từ mở ra mắt càng kình sáng lên. Đúng là một ma thông minh, chẳng những học thần bí dược tề mà còn chế tạo ra phòng tối thế này. Trong phòng tối có thể đặt 10 chiếc giường đôi, cao ba thước tỏa ánh sáng chúy lòa. Càng kình bản năng giơ tay che mắt, xuyên qua kẻ hở tay hắn thấy mọi thứ bên trong phòng. Cước giỏi thật. Càng kình ngơ ngác nhìn phóng tối, liên tục tán thán. Tuy càng kình sớm xem sách lịch sử biết ma này là mấy quả lớn trong chân sách hoàng triều, ở tái ngoại làm mã tặc một đoạn thời gian nhưng không ngờ lộ tay pháp nghịch hàng cướp nhiều thứ như vậy kim tệ nơi này không có kim điều nơi này cũng không có chỗ này chỉ có vàng thỏi là vàng thỏi một trăm kim tệ tương đương một kim điều mười cây kim điều tương đương một khối vàng thỏi một phần hai gian phòng đều là vàng thỏi ba năm trăm vạn kim tệ đủ làm bất cứ thủ lĩnh nào trong tám thế lực vĩnh lưu thành tim đập nhanh trong gian phòng này có đến ngàn vạn kim tệ. Cha mẹ ơi! Càng kinh dụi mắt bị lóa đến sắp mù, nhìn chầm chầm đóng vàng thỏi. Càng kinh liên tục gật đầu, nói. Hèn chi, hèn chi có nhiều người và ma nguyện ý làm mã tặc ở tái ngoạn, đúng là kiếm món hời. Một ngàn vạn kim tệ, tiền cướp được đến thật nhanh. Một ngàn vạn kim tệ có thể làm cái gì? Chỉ cần ngươi có đường, dùng nó đút lót có thể dễ dàng trở thành tiểu thành chủ nếu gặp mặt hoàng đế nó dùng một ngàn vạn kim tệ mua một tiểu thành chủ làm chơi chỉ cần ngươi không có tiền án gì sau này làm thành chủ không quậy phá gì không phải không thể mua chức thành chủ từ hoàng tộc thành chủ càng kinh lắc đầu thở dài thường thượt chức vụ mới đây còn nặng ký trong lòng càng kinh bây giờ đã không quan trọng nữa trở thành thành chủ thì sao dù có trở thành thành chủ của đại thành như vĩnh lưu thành thì có thể đón phụ thân ra khỏi càng gia không không thể không có một chút khả năng. Càng gia khống chế một châu của chân sách hoàng triều. Danh tiếng ngang ngửa với hoàng tộc, dù ngồi lên vị trí châu trưởng cai quản một châu cũng vô dụng. Trong mắt càng gia chỉ có thực lực cao thấp chứ không có địa vị lớn nhỏ. Càng kinh bước vào mật thất. Muốn đón phụ thân ra khỏi càng gia chỉ có một cách, chính là biến cường. Cường đại đến nỗi đập tan mọi vịnh diệu của càng gia, đánh gục cái đầu kiêu ngạo ngẩng cao của bọn họ. Thành chủ. Càng kinh lắc đầu. Trước kia càng kinh quá ngây thơ, cho rằng chỉ thấy trường hợp lớn hơn, mở rộng tầm mắt chưa từng thấy thì mới trưởng thành được. Không chỉ có thực lực trưởng thành mà còn có tâm tình, tầm mắt mở rộng. Thành chủ là vô dụng, trưởng quan hành tỉnh không giúp ích gì, dù là châu trưởng cũng không có hiệu quả. Địa vị là vô dụng. Ít nhất trước lực lượng không ngang với địa vị thì địa vị chỉ là lầu cát giữa không trung, đẩy nhẹ một cái là hoàn toàn sụp đổ. Vàng thỏi không phải là thứ duy nhất trong mật thất, nó chỉ chiếm một nửa gian phòng, một nửa khác chất đầy tạp vật. Một đống giấy vùng, quyển trục da dê đã mục rửa đen như mực xếp trong góc phòng. Vách tường khảm bốn dạ minh châu to cỡ nắm tay, qua mấy ngàn năm vẫn tỏa sáng rực rỡ. Bên cạnh đống đồ mục nát đặt nhiều khôi giáp, vũ khí chiến đao. Mấy năm qua đi, trừ đấu binh thượng đẳng ra, khôi giáp, chiến đao đều rỉ sắt, có lấy ra cũng có thể bán theo kiểu đồ cổ, không có giá trị gì mấy ngàn năm thật sự quá dài. Thứ lúc trước lộ tay Pháp nghịch hàng cướp được có nhiều thứ bị dòng sông thời gian tổn hại. Chỉ có mấy thứ không hư, một viên đấu quả, đấu quả khiến chiến sĩ sinh ra đấu giới. Chỉ có một viên. Càng kinh gãi đầu, bên ngoài lại có đến ba người. Làm sao chia thứ này đây? Càng kinh cất đi đấu quả, chuyển ánh mắt hướng hầm ngọc vuông năm thước. Thời gian ngàn năm không để lại dấu vết trên ngọc thạch, ngọc thạch xanh biếc vẫn tỏa ánh sáng lập lòa nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Một bộ công cụ Càng kinh kinh ngạc nhìn công cụ trong hầm ngọc thạch, đây là công cụ do Mỹ Ngọc Thượng đẳng đủ màu chế tạo ra, công cụ thuộc về thần bí dược sư để tinh luyện thần bí dược tề vân vân, một bộ công cụ hoàn chỉnh. Bộ công cụ này không chỉ thuộc về hệ thực vật mà nó còn bao gồm các hệ khác, là một bộ công cụ hoàn chỉnh thật sự. Hai tay càng kinh nhẹ nhàng nắm chặt quỷ thể, không thể kìm nén kích động. Một ngàn vạn kim tệ không đáng giá bằng bộ công cụ trước mắt càng kinh Nó thật sự là kho báu to lớn Ít nhất là kho báu vô giá với học đồ thần bí dược tệ Càng kinh cẩn thận bưng lên một bát dược cảm thạch Nhẹ xoay ngắm nghía Bộ công cụ này được cất giữ tại tiệm thần bí dược tệ của Âu Lạp Lạp Điểm khác biệt duy nhất là bộ công cụ quý giá đó khắc đầy phù văn phụ trợ Bị Âu Lạp Lạp gọi là thần khí không thể thiếu của thần bí dược sư Ngọc, trong bảo điển thần bí dược tề của âu lạp lạp có ghi chép ngọc là một loại chất liệu liên quan rất lớn đến thần bí dược tề ngọc khác nhau có thể chế tạo công cụ khác nhau phối hợp với thần bí dược tề sinh ra phản ứng càng tốt hơn nếu thêm vào các loại ma pháp trận minh văn thì là thần khí với thần bí dược tề một bộ ngọc khí không có bất cứ phù văn ma pháp trận nào tương đương với có được tiềm lực vô cùng càng kinh nhẹ vuốt mỗi một công cụ định khi nào quay về Vĩnh Lưu Hành tỉnh sẽ bỏ tiền mua các loại tài liệu chế tạo đọa cụ, định nửa năm sau đổi mắt cho thiết khắc. Bây giờ giả có tài liệu rồi, còn dược liệu đổi mắt thì. Càng kinh nhìn xung quanh mặt đất, tuy dược thảo chỗ này không đầy đủ tài liệu hệ thực vật thần bí dược tệ nhưng cũng cỡ một phần năm, đặc biệt dược thảo dùng nhiều nhất trong đổi mắt, gầm góp một chút không chừng sẽ được đầy đủ. Càng kinh bỏ ngay công cụ vào đấu giới, hắn đi lòng vòng, nhẹ lắc đầu có lẽ trong đống da dê và giấy vụn mục rửa này từng có bí pháp đấu khí huy hoàng bây giờ biến mất theo thời gian. Không có thì thôi. Càng kình nhún vai. So với bí pháp đấu khí cổ hủ mấy ngàn năm trước thì bí pháp đấu khí trải qua mấy ngàn năm thay đổi càng tốt hơn. Xương tay chưa lành hẳn, dùng sức vận chuyển mấy thỏi vàng này dễ ảnh hưởng vết thương, nên càng kình xoay người ra khỏi cửa, đóng mật thất lại. Đi lên trước rồi tính. Đây là đấu quả. Đoạn phong bất nhị hất tóc dài ướt sũng dáng hai vai vì gã lặng xuống nước, nhìn chầm chầm trái cây càng kình đặc trên mặt đất. Thiết khắc không thể giữ sự lạnh lùng thường ngày, ánh mắt ngơ ngác giống phần đồ cùng ca cùng nhìn đấu quả. Đấu quả, nhiều chiến sĩ cường đại đều chưa chắc có được thế giới đặc biệt, nếu không thì đấu quả sẽ không là một trong những phần thưởng cho đại tái chân sách tân nhân vương đại lôi đài. Tuy phần đồ thế gia có thể dựa vào sức ảnh hưởng gia tộc kiếm vài đấu quả, nhưng đối với chiến sĩ ưu tú toàn gia tộc thì vẫn không đủ chia gia tộc huyết mạch lớn cỡ càng gia cũng không đủ chia đấu quả chỉ có một trái đoạn phong bất nhị nằm trong bụi cỏ duỗi eo nghe nói thứ này ít nhất cũng phải cỡ hàng ma cửu chiến mới nuốt được bây giờ ta chưa đến cửu chiến thôi cho thiết khắc đi phần đồ cuồng ca gật đầu nói ta có đại chân kim đấu khí bí pháp rồi sau này tại đại tái tân nhân vương trái đó là của ta. Đoạn phong bất nhị nằm gối lên tay, quay đầu nhìn phần đồ cuồng ca. Ngươi đừng mơ nữa, tân nhân vương chắc chắn là ta nên trái đấu quả đó tất nhiên là của ta. Phần đồ cuồng ca biểu môi cười khiêu khích. Phần đồ thế gia trước nay là thế gia lấy khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch làm vinh dự. Bây giờ ta học được đỉnh giai đấu khí 108 đấu khiếu từ chỗ càng kình, cũng nên để chiến sĩ bình thường đoạt tân nhân vương một lần đi. Vậy sao? Đoạn phong bất nhị quay đầu lại nhìn càng kinh. Ta nói này chiến hữu, bây giờ cùng ca cùng quá nhỉ. Càng kinh lấy một cây búa nhỏ ra khỏi đấu giới, từng chút một đập bể xác của sa hạt vương, nghiền thành phấn cẩn thận cất đi. Lúc trước vội quá càng kinh không rảnh nghĩ nhiều, bây giờ mọi chuyện ổn định, phải làm tốt từng chuyện. Vỏ sa hạt có hiệu quả rất tốt với xương bị thương, thịt của sa hạt rất ngon. Trong cổ hoang sa hải dù có nguồn nước thì vẫn khó sống, bị đói chết. Trong cổ hoang sa hải đa số xác ma thú có độc hoặc rất khó ăn, hoặc là người muốn ăn nó ngược lại bị nó ăn, chuyện này thường hay xảy ra. Toàn bộ sa hạt bị phân giải chuyển vào đại sảnh đằng sau màn nước, thành lương thực chủ yếu trong mấy ngày tới. Thiết khắc ngay người nhìn đóng xương trước mắt. Mới nãy thiết khắc nghe kể chuyện vong linh thấy quá kỳ lạ. Loại vong linh chỉ xuất hiện trong miệng ngâm du thi nhân thế mà thật sự tồn tại. Càng kình gom đủ bột vỏ sa hạt, ngồi trước mặt thiết khắc, nhíu chặt mày thuốc trị xương bị thương có chất lượng không phải khó lúc trước trong di tích tái ngoại càng kình có điều chế khá nhiều bây giờ còn hàng tồn nhưng một chưởng lộ tây pháp lưu thủy không chỉ tổn thương xương cốt đấu mạch đấu khiếu phổi đều bị tổn thương khác nhau trong phút chốc khó tìm thấy đủ dược trong cổ hoang sa hải cổ hoang sa hải cực kỳ thần kỳ trong đó có khả năng chất chứa dược liệu không thể tìm thấy trong thiên hạ nhưng muốn tìm được dược liệu trong cổ hoang sa hải thì điều đầu tiên là phải sống sót Đừng nói là gãy xương hai tay, khóe môi càng kình co giật. Cho dù tay càng kình lạnh lặng cũng khó sống trong cổ hoang xa hải, càng đừng nói tới tiền dược gì đó. Bị thương thì phải chữa nhưng trị làm sao đây? Càng kình bóp nắng một viên bách xuân thảo trong tay, nhìn thiết khắc. Nếu dùng tài liệu thần bí dược tề tạo dược tề thì kết quả sẽ ra sao? Chắc Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư đều không thể biết kết quả. Dược tề và thần bí dược tề trước nay chính là hoàn toàn đối lập. Dược sư và thần bí dược sư chỉ trích, chửi rủa, đấu võ mông nhau. Từ khi hai loại chức nghiệp tồn tại thì chưa từng ngừng tranh luận. Học dược tề thì khinh thường học thần bí dược tề, học thần bí dược tề thì khinh thường học dược tề, hai bên đều phòng thủ ranh giới của mình nghiêm ngặt, không tiếp xúc đến ngành học của đối phương. Dùng dược thảo tạo ra dược tề bình thường. Càng kinh rụt cổ. Cách nghĩ này hơi to gan, nếu Âu Lạp Lạp biết chắc sẽ nhét một bình dược độc chết hắn. Lão, Dược tề đại tông sư bình thường tính tình ôn hòa cũng sẽ hạ độc càng kinh. Học sinh như vậy cần làm gì? Không bằng độc chết cho rồi. Càng kinh như nghe thấy hai vị lão sư tiếng nói chuyện, lại lần nữa rụt cổ nhìn dược thảo trong tay. Dù là dược thảo hay thần bí dược tề đều là ngành học cực kỳ thâm ảo, có thể nói một người suốt đời nghiên cứu một môn học đến chết còn chưa học xong, không rảnh nghiên cứu môn khác. Người thật sự kim luôn thần bí dược tề và dược tề học chưa từng xuất hiện, càng đừng nói là chuyển hoán vận dụng hai loại. Trước kia chưa có ai nghĩ đến. Càng kình ngửi bách xuân thảo trong tay. Có lẽ ta có thể thử, không nói cho hai lão sư biết là được rồi. Thiết cốt cương thịt thảo, dùng nó khiến xương người biến cực kỳ cứng rắn đến nỗi không thể công lại. Thiên nhu vạn ti hoa, đã còn phải mềm như chuối. Hai loại dược thảo biến dị này nguyên hình ban đầu chỉ là kiên cốt thảo và thiên nhu hoa, dược tính bình hòa. Càng kình gãi đầu suy nghĩ điểm khác biệt Sau này bị thần bí dược tệ học chuyển hướng cực đoan Phát huy dược tính của dược thảo đến cực đoan Người bình thường ăn vào tuy không chết nhưng không thể nhúc nhích Muốn hoàn nguyên tính chất dược thảo trở về ban đầu là không thể nào Càng kình đi trong bụi hoa cỏ, mắt láo liên tìm kiếm Nhưng kiếm mấy loại dược thảo khác trung hòa dược tính Rồi tăng thêm phấn hoa huyết lệ ma hoa thì có lẽ Gây mũi các loại dược thảo quái dị lắc lư trong bát ngọc chất liệu màu sắc khác nhau và ống nghiệm, thêm vào lửa nhỏ từ từ nung, ung ụt bốc lên mùi máu nồng nặc, ngẫu nhiên toát ra sương khói có hình đầu lâu. Càng kinh vội đi ra ngoài, xuyên qua đường nước trở về cổ hoang xa hải, khi hắn quay lại thì tay cầm một con thằng lằn màu xanh biếc nhảy nhót, thỉnh thoảng miệng phát ra tiếng rít như đang đe dọa. Càng kinh ném con thằng lằn xanh biếc vào trong ống nghiệm, chưa đến một giây con thằng lằn đã ngay đơ cái bụng trắng lật ngửa trong chất lỏng ống nghiệm toát ra vẻ quái dị. Màu xanh trên người thằng lằn từ cái miệng cứng ngắc hòa tan vào dược tề, trộn lẫn. Không ngờ có bích lục thần long, ta còn nghĩ có thể kiếm hai loại rắn xám bình thường nhất thay thế. Càng kinh nhìn dược tề dần giảm nhiệt độ, cẩn thận rót vào bốn cái chén đưa cho thiết khắc. Đây là ta tự làm, không biết là dược tề mấy dai, người uống tạm đi, có tác dụng phụ gì không thì khó nói. Đoạn phong bất nhị nhìn vẻ mặt thiết khắc uống bát dược tề, bản năng lùi ra sau hai bước. Chắc nước thuốc này khó uống muốn chết. Thiết khắc bị ngươi vỗ một chưởng gãy mấy khúc xương ngực còn không tỏ vẻ đau đớn vậy mà uống thuốc suýt chảy nước mắt. Gà bay chó sủ qua đi, rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh. Phần đồ cùng ca ông một trường kiếm thanh đồng lấy ra từ đấu giới của càng kinh, bắt đầu tu luyện đại chân kim đấu khí bí pháp. Đoạn phong bất nhị nhắm mắt vận chuyển tuần hoàng thiên phú huyết mạch đấu khí thuộc về mình càng kinh lấy mũ ma pháp khỏi đấu giới tìm góc vắng đội mũ vào che mặt lại trực tiếp tiến vào vô tận thế giới thôn trang quen thuộc khói bếp quen thuộc phương xa có tây sơn siêu lớn nguy nga đứng thẳng đâm mây không thấy đỉnh càng kinh bước chân vào sân tiệm thợ rèn bên tai là giọng bất ngờ của bố lai khắc đại thúc bị thương bị thương càng kinh nhìn đôi tay rũ hai bên người xem ra dù đã vào vô tận thế giới thì vết thương bên ngoài vẫn tồn tại ngươi đừng rèn bố lai khắc đại thúc bập thuốc lào nói đi tìm á đương tư lấy chút thuốc chữa trị đi uống thuốc càng kinh dừng lại vẻ mặt lúng túng nói đại thúc ta cũng là dược sư thập giai, ta đã uống thuốc rồi mấy ngày nữa cái của ngươi mà gọi là dược bố lai khắc đại thúc không thèm nhấc mắt lên nói của ngươi cùng lắm là còn có chút dược hiệu còn có chút dược hiệu càng kinh cười khổ Dược sư thập giai chỉ được bố lai khắc đại thúc đánh giá có thế. Xem ra càng kình đã đánh giá cao bản thân. Ai, quả nhiên, dược sư thập giai đúng là không tính cái gì. Thế thì đi chỗ á đương tư đại thúc lấy dược xem là loại nào. Càng kình ra khỏi tiệm thợ rèn, một đường cẩn thận dán chân tường đi hướng tiệm thợ rèn của á đương tư. Mỗi lần Âu lặp lặp rót hỏa sơn dược tệ thì luôn nói dược tệ này tốt biết bao, sau này có thân sắc thết, không ai tổn thương mình được hiện tại thân thể càng kinh bị thương, nếu bị Âu Lạp Lạp trông thấy liền lấy danh nghĩa vì vinh diệu thần bí dược sư làm ra chuyện gì điên rồ. Ủa? Là càng kinh phải không? Sớm vậy. Giọng thô kệch như trống của Á Đương Tư to đến nguyên con phố nghe thấy rõ. Càng kinh cảm giác sau lưng có đôi mắt lạnh băng nhìn chăm chăm. Chậm rãi, chậm rãi. Càng kinh quay người đi, thấy Mỹ phụ nhân cười đẹp rạng rỡ, nhưng mà, tuy trong nụ cười đầy thân thiện lại cho người cảm giác rất nguy hiểm, giống trắng độc mỉm cười nhìn con ếch. Ngươi còn biết xoay người. Hai tay Âu lạp lạp khoanh trước ngực, trường bào thần bí dược sư rộng lớn vẫn ông lấy bộ ngực đầy đặn hấp dẫn. Không lặng lẽ đi tìm đồ ngu á đương tư nữa sao? Ngu! Thân hình á đương tư vạn vỡ như tháp sắt sắp chen cửa tiệm dược tề văn ra, vẻ mặt tức giận quát. Đàn bà thối nhà ngươi nói ai ngu? Ngươi! một bình chứa đầy thần bí dược tề xoay vòng trên không trung tựa lựu đạn đập vào mặt á đương tư á đương tư cúi đầu bình dược tề đập trúng khung cửa chất lỏng màu tím dọc theo khung cửa chạy xuống đất càng kinh mừng thầm cho á đương tư bình nước thuốc này là trò đùa dai của âu lạp lạp không thể giết người không thể tổn thương người không thể cứu người tác dụng duy nhất là rụng lông Âu lạp lạp từng kêu càng kình bắt một con sói hoang rồi rót lên người nó, rất nhanh rụng hết lông con sói hoang ánh mắt biểu lộ tuyệt đối không khuất phục sau khi lõa thể thì xấu hổ cúi cái đầu cao ngạo âu lặp lặp ném cái bình xong chỉ hướng càng kình ngươi không thấy tiểu tử này gãy hai cánh tay sao ngươi còn không biết xấu hổ nói mình có quyền uy về dược tề đằng sau hậu viện của ta có một miệng giếng chuyên môn chôn thứ ngu đần ta thấy ngươi nhảy xuống giếng tự sát cho rồi gãy tay á đương tư ngu giận chuyển sang đánh giá thân thể càng kình gãy nhiều khúc như vậy có chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế? Đi theo ta, điều phối dược cho ngươi. Càng kinh vội xoay người đi vào phòng Á Đương Tư, thầm mừng lần này may mắn. May mà Á Đương Tư đại thúc đi ra hấp dẫn chú ý của Âu Lạp Lạp, nếu không thì... Âu Lạp Lạp lên tiếng. Càng kinh, lát trời khỏi chỗ tên ngu Á Đương Tư rồi nhớ đến đây. Mơ ước của càng kinh tan vỡ, khí lạnh từ sóng lưng chạy lên não. Rốt cuộc cũng không thoát khỏi vốn là bị thương xương nhị dai bây giờ chắc thành tứ dai rồi á đương tư lục tìm bình thuốc nước và thuốc dán trong đống bình lọ bị thương lại hai lần đánh nhau ngươi đánh thêm mấy lần nữa thì không cần tìm ta chữa trị giống như bố lai khắc đại thúc về hưu đời này làm thợ rèn về hưu càng kinh nhướng mày nói đại thúc ý nói là bố lai khắc đại thúc không đơn thuần là thợ rèn mà là chiến sĩ tay á đương tư cầm bình dược cứng lại mặt xẹt qua tia hối hận nói có sao ta có nói vậy bố lai khắc đại thúc chỉ là thợ rèn càng kinh đánh giá khuôn mặt không biết nói dối của á đương tư xác định dược tề lão sư này đang che giấu cái gì nhưng không thể giấu kín á đương tư cúi đầu cha thuốc dáng mắt lạnh vào chỗ xương đôi tay gãy lại thô bạo rót thuốc nước vào miệng càng kinh lạnh lẽo tiến vào người nhanh chóng tràn hướng xương gãy cái này càng kinh kinh ngạc nhìn vị trí đôi tay bị thương không rảnh suy nghĩ lời Á Đương Tư Đại Thúc nói trước đó. Dược thuy này thần kỳ đến không tưởng tượng nổi. Thuốc dáng ở bên ngoài nhanh chóng thẩm thấu lớp da, hai luồng khí lạnh lẽo trong người cũng lan hướng xương gãy. Chớp mắt đau nhức từ vết thương bị mát lạnh trấn áp, ngay sau đó có thể cảm giác chỗ xương gãy liền lại, xương nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ mấy phút, càng kinh nắm chặt tay, cảm nhận lực lượng nhảy nhót từ lòng bàn tay đến năm ngón. Không đau. Không chỉ không đau, Quan trọng là vết thương hoàn toàn lành. Càng kinh khó tin nhìn đôi tay. Dược tề này thần kỳ quá đi. Trước kia càng kinh chỉ biết thần bí dược tề có chút năng lực quái lạ ngay lập tức, nhưng sao dược tề cũng được. Dược tề không phải nên là sau khi sử dụng thì từ từ hồi phục sao? Tại sao mới chớp mắt đã hoàn toàn lạnh lặng, đây thật là dược tề. Lợi hại đúng không? Đã dược tề là ngành học vĩ đại cỡ nào rồi đi? Thấy dược tề vĩ đại hơn thần bí dược tề đúng không? vẻ mặt á đương tư đắc ý nhìn càng kinh. Đừng nói ngươi bị thương như vậy, cho dù là trọng thương thập giai ăn dược của ta cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Càng kinh chớp mắt. Ở trong vô tận thế giới chữa lành thì thân thể của càng kinh sau khi rời khỏi đây phải chăng cũng lành lặng. Nếu vậy thì quá kinh người. Ngu ngốc. Tiệm thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp truyền ra thanh âm khinh thường. Ăn thần bí dược tề của ta thì thân thể còn mạnh hơn cả thần, khi đó không bị thương còn cần dùng dược tề làm quái gì vậy sao á đương tư đắc ý kênh kiệu đi hướng cửa phòng nếu dược tề của ngươi lợi hại như vậy thì sao càng kinh bị thương nhớ là hắn ăn nhiều dược của ngươi càng kinh cảm thấy da đầu tê dại vị dược tề đại thúc này cãi lộn với âu lạp lạp thì thôi đi lôi ta vào làm gì lần này càng kinh tới đây ta lại nghiên cứu một loại thần bí dược tề mới càng kinh thở dài Lực lượng trong vô tận thế giới sợ nhất không phải bố lai khắc đại thúc khiến người sách đao đi tây sơn đấu với ma thú, giả thú thành đàn mà là một câu nói, một câu của quý bà Âu Lạp Lạp. Ta lại nghiên cứu một loại thần bí dược tề mới. Câu này so với cấm chú gì đó của những đại ma pháp sư cao cao tại thượng trong chân sách hoàng triều càng cường đại hơn trăm, vạn lần. Mỗi lần nghe câu này là tim càng kình sẽ vô dụng đập nhanh. Cởi đồ, ngâm vào chung dược này. Âu lạp lạp chỉ vào cái lưu to cao cỡ hai người màu đen. Âu lạp lạp nhìn thân thể càng kình càng lúc càng rắn chắc, tay kia cầm một bình nhìn sao cũng không giống thần bí dược tề lưu thông máu bình thường. Cởi đồ. Càng kình nhìn xung quanh. Nơi này không có phòng thay đồ, một người đàn bà xinh đẹp đứng trước mắt, bảo sao càng kình cởi đồ được. Sợ ta nhìn. Khóe mắt Âu lạp lạp rủ xuống, vẻ mặt khinh thường nói. Tiểu tử còn chưa mọc lông, có cái gì ta chưa thấy. Chưa mọc lông. Càng kinh cười khổ lắc đầu. Trước mặt sư phụ thần bí dược sư giống nữ vương này bị đùa dẫn trắng trợn, không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào. Chờ Âu Lạp Lạp ra khỏi phòng, càng kinh cởi sạch y phục, leo cầu thang bên cạnh cái lưu đen, nhìn xem. Chắc lỏng màu đỏ sôi sục như dung nham, làm người ta nhìn không biết nên nói cái gì. Chua choa, dáng người đẹp đấy, cởi đồ. Càng kinh nghe tiếng Âu Lạp Lạp đi vào phòng, mặt nóng trang vội nhảy vào cái lưu dược đen. Càng kình đang lão thân, giữa bị người trông thấy và nhảy vào lưu dược thì hắn chọn cái thứ hai. Khoảnh khắc nhảy vào lưu dược, càng kình không kìm được hét to đau đớn. Trong nước nóng của tứ quý sơn cốc, trong bãi các cổ hoang sa hải như có thể hòa tan sắt thép đều không khiến càng kình hét ra tiếng nhưng lần này hắn không kiềm chế được. Đây là đau, đau thuận túy. Khoảnh khắc càng kình vào lưu dược, bốn phía không phải nóng bỏng hay lạnh băng, chúng nó không còn là dược mà như thanh đao cùng một lúc từ bốn phương tám hướng chám vào người càng kinh. Phong vân kim thân Đấu khí rung lên, phong vân kim thân đỉnh cảnh thiết thân, trong phút chốc giảm bớt đau đớn từ nước thuốc biến một loại thoải mái đến rung người. Không thể dùng đấu khí và đấu kỹ hộ thể. Âu lập lập dọc theo cầu thang tới gần lưu dược đen, rót nước thuốc vào miệng càng kinh. Năm ngón tay trắng thun dài bấu đầu càng kinh mạnh ấn xuống. Úc úc úc. Càng kình như trở lại lúc ở tứ quý sơn cốc, lặn xuống đáy lưu dược, không lộ ra một sợi tóc. Đau, đau từ trong ra ngoài. Hai tay càng kình ôm bụng, không biết đây là hỏa sơn dược tề đời thứ mấy, trước kia chỉ là lực xung kích, hiện tại lại biến thành hỏa kình sôi sục và vẫn giữ lực xung kích mạnh mẽ. Nước thuốc bên ngoài sẽ như con dao, kim thép dọc theo lỗ chân lông chui vào trong. Thanh âm lạnh lẽo khinh thường truyền vào lưu dược sôi sục. Không thể dùng đấu khí, không thể dùng đấu kỹ hộ thể. Muốn lần sau không bị người đánh thê thảm như vậy thì không thể dùng. Nếu ngươi còn muốn bị người đánh như đóng bùng thì cứ dùng đấu khí, đấu kỹ đi. Đấu khí trong người càng kinh hoạt động định lại bùng nổ giảm bớt thân thể đau đớn lập tức bị trấn áp. Trong đầu càng kinh lặp lại hình ảnh càng chiến huyện lạnh lùng, kiêu ngạo, bá đạo. Không thể dùng đấu khí. Tuyệt đối không dùng. Một giây, hai giây, ba giây, một phút, mười phút, nửa giờ hai canh giờ, càng kình như chó chết bị Âu Lạp Lạp kéo ra lưu dược, nằm trên mặt đất thở hồng hộc, không có cả sức lực nhúc nhích ngón tay. Vóc dáng này. Hai tay Âu Lạp Lạp khoanh trước ngực đánh giá thân thể càng kình. Không tệ, đúng là không tệ. Càng kình ho khan. Khụ. Càng kình không có sức ngượng ngùng, càng đừng nói đến giơ tay che chỗ hiểm. Rao rao. Một vòi nước lạnh rót vào người càng kình như vô số thợ mát xa ưu tú xoa bóp thân thể, thần bí dược tề hồi phục thể lực. Càng kình cười, dược tề này đến thật đúng lúc. Càng kình vừa mặc y phục vừa nhìn Âu Lạp Lạp. Sư phụ có biết chiến sĩ huyết mạch không? Chiến sĩ huyết mạch. Âu Lạp Lạp thản nhiên nhìn thân dưới của Càng kình, liên tục gật gù nói. Biết, một đám có được lực lượng huyết mạch, có thể thức tỉnh nhiều lần, nhưng không mấy ai đến trình độ thiên cực, càng hiếm ai thức tỉnh chung cực, đồ ngu cho rằng mình mạnh nhất. Càng kình giơ ngón cái. Từ nhỏ càng kình đã nghe rất nhiều đánh giá về chiến sĩ huyết mạch, dù là sách vở của chân sách Hoàng Triều hay bản phiên dịch ma tộc đều khen ngợi chiến sĩ huyết mạch cường đại, cao quý thế nào, vân vân và vân vân. Lần đầu tiên càng kình nghe Âu Lạp Lạp há mồm chữ chiến sĩ huyết mạch là đồ ngu. Chờ hôm nào lão nương nghiên cứu ra dược tề heo uống vào cũng có thể thành thần. Hai tay Âu Lạp Lạp chống nạnh nói chiến sĩ huyết mạch sẽ biết bọn họ là ngu ngốc. Nếu người cũng biết về chiến sĩ huyết mạch, càng kinh thăm dò hỏi. Vậy người có biết một loại nước cho người uống vào liền thức tỉnh lực lượng huyết mạch không? Làm gì có loại nước này? Âu lặp lặp nói một nửa chật ngừng, nhíu chặt mày nhìn càng kinh. Cũng không phải không có khả năng, nhưng tuyệt đối không phải nước tự nhiên. Ví dụ có một ma thú rất cường đại, mãn xà mắt xanh sừng vàng chết, người chìm xuống nước, vậy thì địa hình thiên nhiên chỗ đó có năng lực thuyên nguyên độc tố, lâu dần hình thành một loại dược hiệu. Có một phần vàng khả năng khiến chiến sĩ huyết mạch loại trắng thức tỉnh một lần. Dĩ nhiên, Âu lặp lặp suy nghĩ, nói. Loại khả năng này rất nhỏ, vì chất liệu xung quanh lọc còn chưa đủ, cần mấy ngàn loại vật chất khoáng khác nhau và hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt, cần nhiều phấn hoa tụng lung, tóm lại là phối trí thứ này rất trắc rối. Mà thú cường đại thi thể ở trong nước. Càng kình búng tay. Ma thú bị lộ tay pháp nghịch hàng dết chẳng phải là sa mãn sao? Trong thạch thất không có ma hạch hay bộ phận nào của sa mãn, càng kình vốn tưởng bị lộ tay pháp nghịch hàng tận dụng rồi, bây giờ xem ra thân thể sa mãn ở dưới đáy niết. Thế nên thiết khắc uống cũng vô dụng, bởi vì gã là huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Đoạn phong bất nhị thì hữu dụng, vì gã là huyết mạch cửu đầu sa huyết mạch sa hoàng có thể nói sa mãn là một trong các tồn tại đỉnh dai trong loài rắn hiện nay cử đầu xà chỉ tồn tại trong truyền thuyết là đỉnh trong đỉnh dai xà hệ hai đỉnh dai va chạm thì tất nhiên sẽ kích phát ra thế này chẳng phải là càng kinh siết chặt nắm tay vốn càng kinh nghĩ rằng dù đoạn phong bất nhị ức chế thức tỉnh nhưng muốn vào tế đàn thức tỉnh của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà cũng không dễ trừ phi gã không mang dòng họ đoạn phong mà sửa thành dòng họ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà bây giờ chỉ cần có nước quá dị này là có cơ hội giao dịch với gia tộc huyết mạch cửu đầu xa rồi càng kinh ngửa đầu thở hắt ra đúng vậy bất cứ gia tộc huyết mạch nào đều sẽ không ngại có quá nhiều tộc nhân thức tỉnh lực lượng huyết mạch sẽ chỉ thấy quá ít hơn nữa đa số tộc nhân lực lượng gia tộc huyết mạch đều thức tỉnh thất bại chỉ có số ít thành công sư phụ hôm nay có thể làm thực nghiệm đổi mắt không âu lạp lạp nghi hoặc đánh giá càng kinh hôm nay tiểu tử này làm sao vậy sao bỗng có hứng thú với thực nghiệm? Được rồi. Âu lạp lạp giơ tay chỉ bệ thí nghiệm, nói. Hôm nay ngươi chủ yếu đổi mắt, ta ở bên cạnh sửa chữa sai lầm. Sáu canh giờ, phẫn thuật đổi mắt trắc rối hơn tưởng tượng nhiều. Càng kinh mệt mỏi ngồi bệt dưới đất. Giải phẫu đổi mắt vét sạch sức lực của hắn, không nhẹ nhàng hơn ngâm nước thuốc bao nhiêu. Được rồi, hôm nay ngươi ở chỗ ta lâu nhất. Âu lạp lạp phất tay nói. Mau đi chỗ khác học, làm lỡ bao nhiêu là thời gian thực nghiệm của ta. Hai tay càng kình chống đất đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ học sinh với Âu Lạp Lạp. Những lão sư này ai nấy độc miệng nhưng khi dạy thì rất thật lòng. Tại đây, càng kình cảm nhận chân thành, ấm áp. Càng kình ra khỏi phòng, lắc cổ. May mắn có Âu Lạp Lạp chỉ điểm thực nghiệm, hóa ra càng kình sai lầm nhiều như vậy. Nếu mù quán đổi mắt cho thiết khắc thì Mỹ Nam ma tộc sẽ biến thành Mỹ Nam độc nhãn ma tộc. Đúng rồi âu lạp lạp ló đầu khỏi cửa phòng nhìn bóng lưng càng kình loại đổi mắt này thật ra không hoàn mỹ ít nhất bây giờ chưa thật sự hoàn mỹ mới nãy khi ngươi làm thí nghiệm nói muốn đổi mắt cho người con mắt cũng không bình thường có thể phóng ngọn lửa nóng cháy đặc biệt vậy thì sau khi đổi mắt ngươi phải cảnh báo hắn cố gắng dùng ít lại dù sao không phải mắt của mình nếu dùng thường xuyên trong thời gian nhất định thì sẽ mù ngươi càng kình lạnh ruông đổi hủy diệt ma nhãn còn có hạn chế. Xem ra phải nói rõ với thiết khắc, nhưng cho dù có nói chắc gã vẫn sẽ đồng ý, một ma bất chấp cả sinh mạng thì sẽ để ý đến mắt sao. Càng kinh lại bước vào ngưỡng cửa tiệm thợ rèn, thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tan thương của bố lai khắc đại thúc, đôi mắt bình thường đục ngầu này sắc bén như thanh đao đâm sâu vào thân thể người. Bất cứ bí mật nào đều không thể che giấu trước mắt đôi mắt đó. Đấu tâm Đầu chân mày bố lai khắc đại thúc viết rõ khó hiểu và nghi hoặc, kinh ngạc nói. Bây giờ ngươi cách đấu tâm còn có một khoảng mới đúng, sao lại có đấu tâm? Đấu tâm. Càng kình biểu môi. Hôm nay không phải lần đầu tiên càng kình nghe cái tên này, cũng không phải lần đầu nghe nói thực lực dưới cảnh giới không nên có đấu tâm, nhưng càng kình thật sự có đấu tâm. À. Bố lai khắc đại thúc chậm rãi gật đầu, nói. Đây là một viên đấu tâm không hoàn chỉnh, hoặc nên nói là đấu tâm sinh non. Sinh non? Càng kinh phát hiện về mặt này thì bố lai khắc đại thúc thông tái hơn phần độ cuộn ca nhiều, ít nhất thấy ra đấu tâm sinh non, không hoàn chỉnh. Bố lai khắc đại thúc nhìn chầm chầm vào mắt càng kinh, hỏi. Người ốc biết cái gì là đấu tâm không? Đấu tâm. Càng kinh ngần người chỉ vào ngực nói. Là trung tâm đấu khí, có thể nương nhờ lực lượng quanh người. Bố lai khắc đại thúc xoay người chậm rãi ngồi vào góc tường bập thuốc nói. Đây là giải thích về đấu tâm. Xem ra ngươi căn bản không biết cái gì là đấu tâm. Ngươi đi ân lập khắc hỏi đi. Âu lập khắc đấu khí phòng. Càng kinh ngạc niên nhìn bố lai khắc đại thúc. Nếu không nhớ sai thì trước đó bố lai khắc đại thúc từng dặn hắn trước khi luyện thành đấu kỹ thì tuyệt đối không thể lại vào Âu lập khắc đấu khí phòng. Đại thúc, mấy ngày trước đại thúc không cho ta đi, ta hiểu vì sao. Càng kinh ngồi xuống trước mặt bố lai khắc đại thúc. Lúc càng kinh đối chiến với càng vô thiên, tiểu tử thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương, trong chớp mắt dùng một loại đấu kỹ trong kiếm, thân thể hành động một loại đấu kỹ cao cấp, bàn tay giấu sau hông dường như có một loại đấu kỹ cao cấp, thậm chí mắt lóe ánh sáng đấu kỹ cao cấp khiến người bị quấy nhiễu ý thức. Vừa ra tay chính là bốn loại đấu kỹ cao cấp, trông cực kỳ uy mãnh. Càng kinh dám bảo đảm nếu thực lực của hắn ngang ngửa với càng vô thiên, biến huyết chiến thất thức thành một thể thì một đao giết gã ngay lập tức. Học sử dụng một đấu kỹ không khó, nhưng sử dụng giỏi, phát huy toàn bộ uy lực của đấu kỹ không là chuyện dễ dàng. Học và hiểu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Âu lập khắc đấu khí phòng là chỗ tốt, mỗi ngày đánh lôi đài nói không chừng sẽ học càng nhiều đấu kỹ ưu tú. Nhưng vấn đề là học luyện không thật sự tinh thông, trong chiến đấu sinh tử tương đương với không có. Bây giờ ngươi chỉ có đấu tâm, không biết cái gì là ý thức đấu tâm. Bố lai khắc đại thúc xua tay, không nói tiếp, chỉ cúi đầu hút thuốc đấu tâm ý thức đấu tâm càng kinh nghi hoặc xoay người ra khỏi tiệm thợ rèn phần đồ cuồng ca từng nói đấu tâm và ý thức đấu tâm nhưng không thể giải thích rõ ràng cái gì là ý thức đấu tâm gã chỉ nói ý thức đấu tâm có thể khống chế lực lượng quanh người âu Lập khắc đấu khí phòng không quá bắt mắt nằm bên cạnh đường cái không lớn hơn tiệm dược tề của âu Lập Lập bao nhiêu càng kinh nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng trong đại sảnh thấy âu Lập khắc đã lâu không gặp ngồi chờ theo thực lực tăng lên, càng kình lại gặp vị cường giả này, hắn thấy thực lực của Âu Lạp khắc sâu không lường được. Dù lôi địch đã hoàn thành nhập thánh, nhưng nếu hai người cùng so đấu thì càng kình cảm thấy Âu Lạp khắc mạnh hơn lôi địch đã nhập thánh. Rốt cuộc bố lai khắc đại thúc đồng ý cho ngươi đến. Âu Lạp khắc vỗ đệm ngồi cạnh mình. Nếu ngươi không vội xông quan thì ngồi xuống tâm sự được không? Đệm ngồi rất thoải mái, càng kình nhúc nhích mông, không cảm giác được làm từ tài liệu gì, có độ có giảng, không giống thứ tên là đệm trong đại gia tộc chân sách Hoàng Triều, cũng không như đệm ngồi bằng bông trong gia đình bình thường. Đấu tâm Đấu tâm không hoàn chỉnh Ánh mắt đấu tâm kinh ngạc đánh giá thân thể càng kinh Ta hiểu rồi, hèn chi đại thục cho ngươi đến đây, hóa ra là vì vậy Đại thúc kêu ta xin thỉnh giáo người cái gì là ý thức đấu tâm Ngươi không biết cái gì ý thức đấu tâm là gì Âu lập khắc trận to mắt hết sức ngạc nhiên, Đánh giá càng kinh giống như người đi đêm đột nhiên thấy vong linh đi tới trước mặt Người không biết cái gì ý thức đấu tâm là gì thì sao ngưng luyện đấu tâm được Cái này Càng kinh gãi đầu suy nghĩ nên kể với Âu Lạp khác như thế nào Ta đánh nhau với một người, kẻ đó rất lợi hại Hắn đánh một đòn đập gãy xương đôi tay của ta Kỳ lạ là đấu khí của hắn tiến vào thân thể ta Nhưng không trùng kích bốn phía mà nhanh chóng hợp thành như xiềng xích Khóa lại đấu khiếu, đấu khí, đấu mạch của ta ánh mắt âu lập khắc từ kinh ngạc thành khinh thường lạnh lùng cười thiên địa đấu tâm tỏa người ra tay chắc mạnh hơn ngươi nhiều đùng là đồ ngu ốc heo sử dụng thiên địa đấu tâm tỏa nếu ta là hắn đã giết ngươi ngay rồi còn làm bộ dáng phong độ cường giả làm gì ngu xuẩn chiến sĩ đấu với chiến sĩ chỉ so đấu thực lực và sinh tử phong độ cường giả để đối thủ lớn lên là nuôi kẻ địch cho mình ngu quá ngu ngốc vẻ mặt càng kình lúng túng nhìn âu lập khắc ngâm du thi nhân nói cao thủ tuyệt đại tông sư đối mặt vãn bối luôn giữ phong độ cao nhân khí độ gì đó nhưng thật sự tiếp xúc cường giả đỉnh giai mới phát hiện không ai có khí độ gì mà ngươi trở về luyện hai năm rồi quay lại đánh với ta dù là lôi địch hay âu lập khắc đều miệt thị phong độ khí độ cao thủ là ngu ngốc ngươi khí độ với người ta người ta chịu nhục hay về cố gắng tu luyện lại tìm ngươi thì khi đó sẽ không khí độ gì với ngươi hết Càng kinh cao mày. Càng chiến huyền cũng ông ý tưởng này, chẳng qua gã muốn để hậu nhân càng gia ra tay mới định thời gian hai tháng. Chắc càng chiến huyền tin tưởng trong hai tháng này càng kinh không thể giải mở thiên địa đấu tâm tỏa. So với Âu Lập khắc thẳng thường thì càng chiến huyền càng độc ác hơn. Càng kinh nhẹ lắc đầu. Nếu chỉ có thực lực mà không có lòng nham hiểm thì càng chiến huyền không thể ngồi trên nghi gia chủ của càng gia, không chỉ có một mình càng chiến huyền là cổ hoang sa hải đạt đến thiên cực thức tỉnh. Chắc hắn và ngươi không quen với nhau. Âu Lập Khắc thấy đáp án từ mắt càng kình, vẻ mặt hớn hở nói. Vậy đúng rồi. Nếu hắn thấy năng lực chiến đấu thật sự của ngươi mà không phải thực lực đấu khí thì ta cho rằng hắn sẽ giết ngươi tại chỗ mà không để ngươi sống đến bây giờ. Càng kinh nhẹ gật đầu. Lần trước càng kinh gặp càng chiến huyền liền cảm giác sát khí mạnh mẽ giấu dưới khí thế hùng hồn, lần đó gã không giết hắn chẳng qua muốn cho đệ tử càng gia bị đánh lấy lại mặt mũi. Dù sao một chiến sĩ bị càng gia vứt bỏ sau 3 năm trở về trước cửa càng gia, liên tục đánh bại ba chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của càng gia, chuyện này không phải sự tích quan vinh gì. Nếu có thể để vãn bối lấy lại mặt mũi là tốt nhất, không được thì. Càng kình đánh rung mình. Vậy hai tháng sau nếu càng kình đánh bại chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trẻ tuổi của càng gia thì càng chiến huyền sẽ có phản ứng gì? Đánh chết. Chuyện này rất có thể. Cuộc chiến vào hai tháng sau càng kình nên làm sao? đánh thua. Hậu nhân càng gia tuyệt đối sẽ không nương tay. Đánh thắng. Vậy làm sao ứng đối với càng chiến huyền? Cường giả được gọi là cường giả không phải bởi vì khí độ rộng rãi gì đó mà bởi vì bọn họ có thể đánh, giết. Âu lập khắc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của càng kình. Ngươi có biết cái gì là thiên địa đấu tâm tỏa không? Thiên địa đấu tâm tỏa. Càng kình lắc đầu ngoài ngoại. Người thậm chí không biết cả ý thức đấu tâm thì làm sao biết cái gì là thiên địa đấu tâm tỏa. Thiên địa đấu tâm tỏa là một thứ ý thức đấu tâm rất cao cấp. Huyết mạch xà vương nghĩ cẩn thận, nói. Nói đơn giản là nó cùng loại với phong âm thuật của ma pháp sư. Phong âm thuật. Càng kinh nhớ đến hôm đó hoàng tuyền ra tay, một chiêu phong âm thuật đánh ra làm đối thủ không thể phát ra thanh âm, không thể ngâm sướng ma pháp, dễ dàng giết địch thủ nhưng lại hơi khác với phong âm thuật. Âu Lạp Khắc nhíu mày tìm cách giải thích. Thực lực đại ma pháp sư trở lên trừ phi phát động ma pháp cao cấp mới cần sử dụng năm sướng, ma pháp cấp thấp thì có thể thuấn phát, không cần năm sướng. Dù trúng phong âm thuật, đại ma pháp sư muốn làm gì thì làm cái đó, ném một đống hỏa cầu ma pháp ra cũng không thành vấn đề. Càng kinh gật đầu như gà mổ thóc. Phong âm thuật rất ghê gớm đối với nhóm ma pháp sư cấp thấp, bọn họ không thể ngâm sướng ma pháp thì dĩ nhiên là rất sợ hãi. Đại ma pháp sư có thể thuấn phát ma pháp nhất định, phong âm thuật không có hiệu quả gì. Thiên địa đấu tâm tỏa thì khác, nó là đấu khí hoàn toàn hình thành xiềng xích, trực tiếp phong tỏa đấu khiếu, đấu mạch trong người chiến sĩ, khiến chiến sĩ không có thực lực đấu khí càng đừng nói đến sức bật cái gì. Ngón tay Âu Lập khắc nhẹ gõ sàn gỗ dưới mông mình. Nói đơn giản là chiến sĩ gần như phế, trừ phi có chiến sĩ nhập thánh hỗ trợ giải tỏa. Đương nhiên, thứ này giống như phong âm thuật, cùng đẳng cấp thì ngươi đừng mơ khóa được, thiên địa đấu tâm tỏa chỉ để khi dễ tiểu hài tử. Có thể tìm cường giả nhập thánh giải tỏa. Ngươi càng kình rung lên. Tức là nói nếu có lôi địch ở bên cạnh thì càng chiến huyền sẽ cho rằng lôi địch hỗ trợ giải tỏa chứ không nghi ngờ càng kình. Vậy thì có lẽ càng kình đánh thắng vẫn giành lấy một cơ hội sống sót. Đúng rồi càng chiến huyền nhìn càng kình, nói. Ngươi làm sao mở được thiên địa đấu tâm tỏa? Đáng ra ngươi không thể giải nó. Ta chôn mình trong sa mạc nóng bỏng, hấp thu sức nóng xung quanh, muốn hòa tan xiền xích trong người. Thứ đó không thể hòa tan. Vẻ mặt Âu Lập khắc không đồng tình, lắc đầu ngoài ngoại. Đúng vậy. Không thể hòa tan, ta suy nghĩ quá đơn thuần. Càng kinh cười tự dễu, nhún vai nói nhưng rất lạ là vào phút mấu chốt, đã thiết hô hấp pháp mà bố lai khắc đại thúc dậy cho ta rèn sắc vọt ra khỏi tử khiếu nuốt nhiệt lượng, từng chút một đốt cháy xiên xích, tẩy luyện đấu khí của ta, sinh ra viên đấu tâm. Đã thiết hô hấp pháp. Đại thúc truyền đã thiết hô hấp pháp cho ngươi. Bộ dạng nhàn nhã của Âu Lạp khắc bỗng biến đổi, suýt nhảy cẩn lên, không thể che giấu vẻ mặt giật mình. Qua một lúc Âu Lạp khắc mới đè nén giật mình nhưng kinh ngạc còn động lại nơi đáy mắt đánh giá càng kinh lại là biểu tình này. Càng kinh nhớ ai khi Á Đương Tư nói đến bố lai khắc đại thúc thì ấp a à ấp úng, lại nhìn vẻ mặt Âu Lạp khắc thay đổi, hắn càng lúc càng nghi hoặc. Sau lưng bố lai khắc đại thúc giấu cái gì? Đã thiết hô hấp pháp làm Âu Lạp khắc có đệ nhị đấu thân kinh ngạc như vậy. Lôi địch mới nhập thánh còn chưa có được đệ nhị đấu thân. Cũng đúng, đại thúc thậm chí dạy vạn ảnh cho ngươi. Âu Lạp khắc vẫy tay trở về bình tĩnh ban đầu chúng ta nói tiếp về thiên địa đấu tâm tỏa đi nó là do ý thức đấu tâm khống chế nói đơn giản là ngươi cho rằng đấu tâm là cái gì chỉ là khống chế lực lượng xung quanh sao ngươi có thể đạt đến tình trạng hôm nay chắc biết rõ đấu khí có sinh mệnh nó không hoàn toàn là vật chết đúng không càng kinh nhướng mày nói vật sống dĩ nhiên có trái tim hoặc ma hạch ở trung tâm đúng vậy âu lạp khắc chỉ vào ngực càng kinh vị trí đấu tâm của mỗi người khác nhau có người đấu tâm nằm ở cánh tay có đấu tâm ở sau lưng cũng có đấu tâm ở đôi chân đấu tâm tốt nhất nên là tại đây âu Lập khắc chỉ vào giữa trán càng kình đây là nơi sinh ra đấu tâm ưu tú nhất tiếp theo là vị trí ở ngực như ngươi càng kình khó hiểu nhìn âu lạp khắc nơi đấu tâm sinh ra có gì khác biệt ví dụ như có người đấu tâm nằm ở tay phải âu lạp khắc siết nắm tay đấu khí phóng ra ngoài làm không gian đại sảnh dao động. vậy thì cánh tay phải của hắn sẽ siêu mạnh, tâm chi sở tại, lực vi cực độ. nếu nó cô động ra đấu hồn thì nơi này chính là ngọn nguồn. ví dụ thế này, đấu khí màu vàng kim mấp máy trên tay Âu Lập khác như cao su dẻo bị đại sư nghệ thuật nặng đầu rồng cự long chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn do đấu khí tổ thành phủ lên cánh tay. đấu khí bắn ra như tiếng rồng hú, càng kinh cảm giác áp lực cường đại. Trong trạng thái này, người nói Có phải là cánh tay phải của hắn mạnh nhất? Âu lạp khắc nhẹ đung đưa cánh tay phải có đấu hồn phủ lên Áp lực đấu khí từng chút một lên cao Càng kinh nhìn biểu hiện của Âu lạp khắc Không biết nên nói cái gì Biểu hiện này đã vượt qua đẳng cấp đấu khí hắn biết rất nhiều Đấu khí không phải người Đấu tâm cho đấu khí có được sinh mệnh Có thể nói đấu tâm nối với ốc người Qua não chi phối sinh ra ý thức Đây chính là hình thức cơ bản của ý thức đấu tâm Âu Lập khắc chỉ vào ngực càng kinh. Viên đấu tâm này của ngươi bây giờ chỉ là đấu tâm, hoàn toàn không có bất cứ tư tưởng ý thức. Ngươi nhắm mắt lại, câu thông với đấu tâm trong người của ngươi. Ngươi phải cho rằng nó là một phần thân thể của mình, thậm chí xem nó là hìa tử do ngươi dựng dục ra. Càng kinh nhắm mắt lại, dùng đấu khí nhìn đấu tâm trong người, co bóp như trái tim nhân loại, mỗi lần nó co bóp là đấu khí sẽ tăng từng chút một. Không thể hình dung chính xác ý thức đấu tâm được. Âu Lập Khắc đứng dậy, hoạt động hai vai. Ta chỉ có thể cho ngươi gợi ý nhập môn, còn lại tùy mỗi người tự cảm ngộ. Hiểu là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Càng hiểu nhiều thì thực lực càng mạnh, mượn đến nhiều lực lượng để chiến đấu. Được rồi, đại thúc kêu ta giải đáp cho ngươi này ta đã nói hết. Ý thức đấu tâm. Cái gì là ý thức đấu tâm? Càng kinh không thể cảm ứng câu thông cùng đấu tâm trong người. Càng kinh chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy cúi đầu hướng Âu Lập Khắc. Đại thúc, ta muốn đá quán. Trong nụ cười của Âu Lập Khắc có sự khen ngợi. Nói chuyện với thanh niên thanh minh thật tốt, bất cứ lời nói chỉ điểm đều không hiệu quả bằng hành động thật sự. Bọn họ lùi ra sau, một càng kình thứ hai giống hệt như càng kình xuất hiện trước mặt hắn. Lại là đệ nhị đấu thân, nhưng lần này thực lực của nó mạnh hơn cái lần trước. Lần này không được sử dụng vạn ảnh. Âu Lập Khắc lại ngồi trở về góc tường. Ngươi dùng vạn ảnh chính là khi dễ đệ nhị đấu thân ta tạo ra có thực lực ngang ngửa với ngươi. Đại thúc không dạy vạn ảnh cho ta, đúng là thiên vị. Tiểu tử, ngươi lớn lên xấu như vậy mà có thể học vạn ảnh. Xấu. Càng kinh bản năng sờ mặt, tuy hắn không bằng thiết khắc đẹp đến nữ nhân đều tự ti nhưng tốt xấu đâu có khó xem. Đệ nhị đấu thân hình thành càng kinh đột nhiên nhúc nhích, cùng lực lượng đấu tâm, đường kính một thước. Càng kinh nhìn đệ nhị đấu thân của Âu Lạp khác, rất muốn hét to, cái này mà là thực lực ngang ngửa. Đấu tâm của càng kình chỉ có đường kính nửa thước. Đệ nhị đấu thân không cho càng kình cơ hội la to, chân đạp đất, một thức nộ liên đấu kỹ thân pháp đã đến trước mặt, thực lực đấu tâm lại tăng vọt. Đường kính, mười thước, thập giai phá địa trảm. Càng kình cảm giác áp lực tăng mạnh, trên dưới quanh người, bất cứ không gian nào đều là tiếng đao chém vỡ đất chói tai từng thanh trảm kích do đấu khí tổ thành mắt thường có thể thấy phong tỏa mọi đường lui của càng kinh. Lùi? Lùi đi đâu? Cho dù bây giờ muốn sử dụng vạn ảnh di động cũng không ra ngoài được. Cuối cùng càng kinh cũng hiểu ban đầu Âu Lập Khắc Đại Thúc hạn định không cho sử dụng vạn ảnh là muốn buộc hắn vào đường cùng. Không thể trốn tránh thì chỉ có nước ứng chiến. Phong vân đấu khí rót vào đôi tay, tinh kim xếp thành hàng phân kim liên trảm, xương cốt và đấu khí, bắp thịt chấn động phát ra tiếng gió vù vù. Ken ken ken. Ken ken ken. Tiếng gió truyền vào tai Âu Lập Khắc trong nháy mắt biến thành đao kiếm ra khỏi vỏ, đao ma sát vỏ phát ra tiếng kim loại. Trên chiến trường, chiến sĩ rút cường đao khỏi vỏ, mỗi một thanh đao đều tẩm chiến ý thăng hoa sinh mệnh của chiến sĩ, một khi rút khỏi vỏ chính là sinh tử. Giờ phút này, càng kinh chịu áp lực mạnh mẽ, đấu khí toàn thân nổ tung, đấu khí trùng kích xương cốt phát ra thanh âm vỏ đau nâng thực lực lên đến cực độ hung mảnh thanh âm chiến đao ra khỏi vỏ gần như chói tai, càng kinh hành động. Sau khi đánh nhau với chiến sĩ huyết mạch của càng kinh, càng kinh bùng nổ càng hung mạnh hơn trước, chiến thế hoàn toàn triển khai. Hành động của càng kinh làm mắt Âu Lạp khắc sáng lên, Âu Lạp khắc đấu khí phòng như thấy đau ý phát ra từ người càng Kình. mắt thường có thể thấy mỗi đau ý ứng với những phá địa trảm ập hướng hắn. Như có vô số người giấu trong thân thể càng Kình rồi đột nhiên lao ra, khi hắn ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ phản kích liều mạng. Đao ý vô hạn, phô thiên cái địa, nếu thực lực tiếp tục tăng trưởng thì một ngày nào đó sẽ rập trời. Đôi tay được bọc trong đấu khí sắc bén như chiến đao mang theo sắc bén, hai cánh tay liên tục chém bốn phương tám hướng. Phân kim liên trảm, huyết mạch thiết tí đường lan. Cưỡng ép thúc đẩy, máu chảy ra từ lỗ chân lông hòa cùng đấu khí trên đôi tay tự như thanh chiến đao độ sát ngàn vàng sinh mệnh, dính đầy máu. Con ngươi Âu Lạp khắc co rút, phân kim liên trảm của càng kình đã đột phá giới hạn thân thể chịu đựng, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Phân kim liên trảm chặt chém liên miên bất tận, nối liền như vạn đao quân trận cùng chém, mạnh chém vào phá địa trảm. Bùng 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 bùng. Phân kim liên trảm đụng vào đấu khí phá địa trạm, giọt máu trên cánh tay khẽ run, trước mắt càng kình tối sắm, nhảy cao ra sau đụng vào cửa phòng dày nặng. Phá địa trảm liên tục chém vào người càng kình. Thực lực siêu mạnh áp chế vượt qua kỹ xảo, khí thế của phân kim liên trảm, thua. Càng kình văng ra ngoài đường, té xuống đất, trượt đi đụng vào phòng đối diện, người đẫm máu. Tiểu tử này. Âu lạp khắc nhìn càng kình bị đánh bay đi, gật gù nói. Thú vị. Rõ ràng hắn không biết ý thức đấu tâm là gì nhưng bản năng kích phát ý thức đấu tâm, đây thuộc về trực giác của giả thú, cường giả. Sao hắn luyện được? Á đương tư ra khỏi tiệm dược tề, nhìn càng kình toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất á đương tư liên tục lắc đầu thở dài hai tử xui xẻo chỉ là đấu tâm vì lĩnh ngộ thứ này đâm đầu tìm chết một bình nước thuốc thần kỳ đến không tưởng rót vào cổ họng càng kình cảm giác thân thể nhanh chóng hồi phục trừ đấu khí bị tiêu hao không thể bổ sung ra thì vết thương nhanh chóng lành lại đây chính là dược tề đỉnh dai càng kình có giảng thân thể đã hoàn toàn lành lặng nhìn bóng lưng á đương tư rời đi, dù là thuốc của thần bí dược sư cũng không đạt đến mức này. Nhớ kỹ cảm giác bị đánh vừa rồi. Âu lạp khắc vung tay hướng cửa phòng, những vụn cổ dưới đất nhanh chóng hợp lại hình thành hai cánh cửa mới tinh. Đây cũng là ý thức đấu tâm làm được. Đúng rồi, ý thức đấu tâm của mỗi người khác nhau, nếu ngươi hoàn toàn dựa theo ta thì ngươi đã phế rồi. Càng kinh nhìn cửa phòng vỡ nay liền lại, đóng kín, chớp mắt. Ý thức đấu tâm còn có thể xây phòng. Càng kinh lại quay về tiệm rèn của bố lai khắc đại thúc. Đại thúc thợ rèn bí ẩn không thèm nhìn càng kinh, nói. Đi rèn đi, đừng quên đã thiết hô hấp pháp. Càng kinh rất muốn hỏi đã thiết hô hấp pháp là cái gì nhưng thấy bố lai khắc đại thúc không có hứng thú nói chuyện thì nuốt câu hỏi vào bụng. Mỗi người đều có lòng tò mò nhưng ai cũng có riêng tư không muốn nói, không thể vì lòng tò mò của mình mà thăm dò chuyện riêng người ta không muốn nói. Đến 16 canh giờ, càng kinh rời khỏi càng kinh co giãn người phát hiện đôi tay gãy xương thật sự lành cái này quá thần kỳ càng kinh không rảnh vui sướng lại ngồi thẳng nhắm mắt nhớ lại tình huống lúc nãy âu lạp khắc ra tay càng kinh dùng thân thể đấu khí đấu tâm cảm nhận tình cảnh bị đánh ý thức đấu tâm rốt cuộc là cái gì càng kinh mở mắt ra cười cười càng kinh đã hơi hiểu ra có vẻ như hắn thuộc loại chịu bị đánh âu lạp khắc giải thích nửa ngày không bằng đập càng kinh một trận có hiệu quả hơn ý thức đấu tâm đúng là rất khó giải thích càng kình đi trong bụi hoa tìm kiếm dược liệu cần thiết cho đổi mắt trong đầu thỉnh thoảng suy nghĩ đến ý thức đấu tâm trước mắt càng kình hiểu ý thức đấu tâm là tụ tập tinh khí thần tâm kỹ thể lại khống chế nó nhưng không chỉ có như thế đấu tâm là trưởng thành từ từ như con người lớn lên đấu tâm không phải muốn nhờ vào lực lượng xung quanh mà muốn lực lượng xung quanh thành của mình đó không chỉ đơn thuần hút lực lượng vào người cái này giống như thú đấu kỹ, thú đấu kỹ sơ cấp nhất là học cách chiến đấu của ma thú, giả thú. Nhưng muốn phát huy thú đấu kỹ thật sự không phải chỉ học hình của chúng mà quan trọng hơn là thần, chỉ khi đánh ra thần vận thú đấu kỹ mới là thú đấu kỹ thật sự. Đấu tâm chính là một thế giới. Càng kinh bỗng ngừng bước. Đúng vậy, lời Âu Lập Khắc Đại Thúc nói rất có lý, thế giới của mỗi người khác nhau, ý thức đấu tâm cũng khác đi. Ta cần làm là tìm ra thế giới của mình, tạo thế giới thuộc về mình khi nào đổi mắt a à. càng kinh ngẩng đầu nhìn thiết khắc nằm trong bụi hoa ngực chưa lành lại chờ ta tìm đủ dược liền đổi nhưng có chuyện ta phải nói trước với ngươi xác suất thành công đổi hủy diệt ma nhãn cho ngươi không cao dù thành công nếu trong thời gian nhất định thường xuyên sử dụng sẽ bị mù mắt biết thiết khắc khẽ thở dài tìm đủ dược rồi bắt đầu càng kinh không nói thêm cắm đầu góp nhặt các loại dược thảo nước giếng ngâm thân thể sa mãn không có độc tố gì ngược lại bởi vì dinh dưỡng trong người nó đều tẩm vào nước khiến biến chất đặc biệt tốt người thường uống suốt năm thì sẽ cường thân kiện thể từng công cụ quái dị bày ra thiết khắc uống càng kinh dùng dược thảo biến dị điều chế ra thuốc gây tê liên quan đến dược tề học thân thể dần mất cảm giác đau không càng kinh dùng con dao nhỏ cắt vỡ cánh tay thiết khắc đau cỡ nào thiết khắc nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ nói đau cỡ ba phần thường ngày. Vừa lúc, càng kinh hít sâu nhìn thiết khắc, nói. Tiếp theo ngươi ráng nhìn đau, khi đổi mắt không thể làm người mất cảm giác đau vì nếu không sẽ thất bại, phải giữ cảm giác đau. Khóe môi đoạn phong bất nhị, phần đồ cùng ca co giật. Ba phần đau, nghe thì bớt đi nhiều nhưng vấn đề là ở mắt, bình thường bị người đụng nhẹ vào mắt đã đủ hét lên rồi, đau ba phần chẳng ít hơn bị dao đâm thủng bụng. Các loại dược tề quái dị bị rót vào miệng thiết khắc, chảy vào hốc mắt gã. Đao ngọc lóe ánh sáng xanh biết âm u đâm vào hốc mắt thiết khắc, thân thể cứng trắng lạnh lùng run bần bật, đau. Đoạn phong bất nhị quay đầu đi, nếu nhìn tiếp thì gã sẽ ói ra. Thần bí dược tề đúng là chuyện điên cuồng. Phần đồ cùng ca ông trường kiếm thanh đồng luyện công, tình huống này khiến người ta không thể hiểu nổi. Một phút như kéo dài lâu cỡ một canh giờ, mồ hôi chảy dưới thân thiết khắc hình thành dòng suối nhỏ, sợi gân xanh sắp phá mở lớp da. Càng kinh yêu cầu thiết khắc hoàn toàn phóng ra chiến thân huyết mạch. Con mắt đỏ, con mắt đỏ đặc biệt có sao sáu cánh. Suốt sáu canh giờ, càng kinh cuốn băng vải quanh mắt thiết khắc, mệt mỏi nói. Ba ngày sau cởi ra thử xem, ta đã cố hết sức. Ừm. Thiết khắc đau đớn không có sức nói thêm một chữ. Càng kinh như đóng bùn nhão nằm phịch dưới đất. Lần đổi mắt này mệt hơn trong vô tận thế giới rất nhiều, chỗ đó có lão sư Âu Lạp Lạp chỉ dạy nhưng tại đây thì chỉ có mình càng kinh. Lúc đổi mắt, không khí yên lặng trong đại sảnh giống tảng đá đèn người càng kinh, không khí im lặng biến thành lực lượng nặng nhất trên đời. Nửa canh giờ sau, đoạn phong bất nhị đưa qua một cái chân sa hạt đã nướng, thịt tươi mới vào miệng liền tan. Càng kinh lấy lại sức mạnh, nói. Dưới đáy nước này chắc có một con sa mãn to lớn đã chết, nếu không có gì bất ngờ thì ma hạch còn ở đó. Vù 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 đoạn phong bất nhị di chuyển như gió, không đợi càng kình nói hết câu gã đã xông đến màn nước. Sa mãn là cái gì? Một trong ma thú đỉnh giai. Giá trị ma hạch của nó dù là đối với minh văn sư hay ma chú sư, mà pháp sư đều có giá trị vô tận. Đương nhiên đối với chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xa thì giá trị của nó không thể diễn tả bằng lời. Càng kình kéo lê thân thể mệt mỏi vẫy tay với phần độ cùng ca, đi hướng mạng nước. Cổ hoang sa hải lại nên đón một ngày mới mặt trời mới mọc như hỏa lò to lớn chớp mắt xua tan buổi tối lạnh lẽo chân đạp vào bãi cát dù có mặt chiến ủng gia hưu cách miệt cũng không thể ngăn nhiệt ư cuồn cuộn càng kinh yên lặng đào hai cái hố to mỗi hố sâu cỡ ba thước lỗ đen như mực bốc lên sóng nhiệt như bên dưới không phải hạt cát mà là bên cạnh miệng núi lửa bên dưới cuồn cuộn là dung nham đỏ nóng cháy cầm hai thanh trường kiếm trong tay ngươi nhảy xuống càng kinh chỉ vào một cái hố nói với phần đồ cuồng ca đừng nín thở cứ ló đầu ra thở rồi lặn xuống phần đồ cuồng ca nhìn cái hố dưới chân ngẩn ra đây là sao trong đại chân kim đấu khí bí pháp không nói phải xuống chỗ như vậy đấu khí của ngươi là đại chân kim đấu khí nói thẳng ra là hấp thu kim khí tiến vào đấu khí của ngươi hỗn hợp lại càng kình chỉ vào cái hố nói đại chân kim đấu khí ban đầu hấp thu kim khí không thuần túy lý luận đây là chuyện không còn cách nào khác Ngươi không thể dùng thiết tinh, kim khí thuần túy nhất ngay từ đầu, vậy là kim khí ngươi hấp thu sẽ có tạp chất. Mắt phần đồ cuồng ca sáng lên, không nói một câu nhảy xuống hố. Nếu phần đồ cuồng ca còn không nghe hiểu ý của càng kình thì đập đầu chết cho rồi. Đất nóng chỗ này tương đương với lửa hòa tan kim loại, lửa có thể hòa tan kim loại thì khí nóng nơi này có thể hòa trang đại chân kim đấu khí hút vào người. Chiết xuất, tinh luyện, ngay từ đầu đã hấp thu hơi thở kim loại tốt nhất, bài trừ tạp chất trong người. Càng kinh đã một lần thể nghiệm cảm giác bị người chôn sống, xoay người nhìn cái hố thuộc về mình, lấy đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lan ra khỏi đấu giới. Phong vân đấu khí có thể mô phỏng huyết mạch thiết tí đường lan nhưng chỉ phát huy được 8 phần, có được ý thức đấu tâm dường như gần với 9 phần. Trước mặt áp lực cường đại của Âu Lạp Khắc, lần thể nghiệm đặc biệt đó càng kinh gần như đạt đến 10 phần. Nhìn một lần, phải nhìn một lần nữa càng kinh mơ hồ cảm giác cho dù phong vân đấu khí không thể phát huy hết đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lan nhưng ít nhất có bắt trước 99%, chắc chắc chắn là càng kinh đã nhìn sót cái gì. Quyển trục vừa mở ra, ánh nắng chói lọi chiếu vào, càng kinh phát hiện hình ảnh trong quyển trục như đang máy động, trong không khí nóng bức, đây là. Càng kinh nhìn ánh sáng chiếu vào quyển trục, bức tranh đầu tiên vẽ huyết mạch thiết tí đường lan tại chiến trường nhân mà bắn lên bầu trời gần đó. Áo ảnh càng kinh ngơ ngác nhìn hình ảnh ngày càng rõ ràng trên bầu trời, dần dần, dần dần. Vặn vẹo rồi dần rõ ràng, gió rít gào như tiếng vô số người, mà gầm rống chém giết nhau trong chiến trường nhân ma. Bức tranh vẽ trong quyển trục bởi vì ảo ảnh không khí vặn vẹo mà biến thành hình động. Ba mươi mấy chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan, xung quanh trường ma tộc trên chiến trường ma tộc, phương xa có một mui xe to lớn, đó là tiêu chí đặc biệt bất cứ học viên chiến sĩ nào từng vào chiến tranh cao đẳng học viện đều nhận ra, chỗ có đại ma vương. 30 người, trăm vạn ma tộc, mùi xe ma vương. 30 người mãnh liệt công kích hướng mùi xe của đại ma vương. 30 người đối diện trăm vạn ma tộc, không ai lùi bước. Bọn họ vung đôi tay cứng rắn hơn cả chiến đao, dũng cảm tiến tới, một đường vết chốc đi tới, đi tới, đi tới. Đi tới. 30 29 28 18 8, 7, 3, 1 người Trước sự đè ép của ma tộc, 30 chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan nhanh chóng giảm bớt. Chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan không gục ngã tất nhiên là có nhiều ma tộc chung cùng. Không hàng. Không lùi. Không phục. Một tiểu đội 30 người một đường sông tới gần mui xe của đại ma vương mới gục ngã hết. Đánh đến một người cũng không lùi, càng không đầu hàng, không bao giờ thụt lùi, tuyệt đối không khuất phục, sông lên. Trong hình ảnh cuồng cuộn bậy ra quyển trục chiến sử cực kỳ thảm liệt của gia tộc huyết mạch thiết tí đường lan. Càng kinh cảm giác ngọc thở. Hồn của chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan tích lũy mấy ngàn năm thậm chí là hàng vạn năm vào khoảnh khắc này như theo gió khắc hình ảnh vào ốc càng kinh. Giờ phút này, càng kinh cảm giác như đặt mình vào chiến tranh máu tanh, tàn khốc, đã không có cơ hội thắng, đầu hàng thì sống mà tử chiến là chết. Sự khinh thường đối với gia tộc huyết mạch thiết tí đường lan từng đầu vào ma tộc khi xem lịch sử đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự tôn kính, rung động khó tả. Trong phút chốc đại nhân cảm giác đấu tâm ở ngực hắn nhảy lên, dường như đấu tâm khắc ghi chuỗi hình ảnh này trong tận linh hồn. Ảo ảnh không lâu, nhưng mang theo khí thế vô địch cực kỳ khốc liệt trung động linh hồn càng kinh. Ai nói chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan là đồ hèn? Đây là cái gì? Đây mới là hồn huyết mạch thiết tí đường lan thật sự hồn của nó sớm khắc vào tinh thần. Tử chiến không lùi, tuyệt không đầu hàng. Đi tới, đi tới, tái đi tới. Quyết không lùi bước. Càng kình ngơ ngác nhìn trên bầu trời đã không còn ảo ảnh, trong đầu còn sót lại ảnh hưởng của chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan. Trước kia càng kình sử dụng phân kim liên trạm bất giác sinh ra khinh thường. Một huyết mạch thiết tí đường lan không thẳng sống lưng, quỳ lạy ma tộc thì có thể có cái gì? Bây giờ hình ảnh trùng kích càng kình, hoàn toàn thay đổi chuyện viết trong sách giáo khoa lịch sử. Đó tuyệt đối không phải là họa sĩ tưởng tượng vẽ ra, chỉ có người thật sự chứng kiến cuộc đại chiến đó mới vẽ được. Trong thậm chí chứa đầy phong cách ma tộc, rất có thể vẽ theo ký ức của một ma tộc, sau này gia tộc huyết mạch thiết tí đường làng có được quyển trục mới ghi chép đấu kỹ huyết mạch mặt sau. Càng kinh bản năng giơ tay lên, hạt các bốn phía không gió tự bay hình thành lốc xoáy với hắn ở trung tâm, đường kính là một thước. Thành công! đấu tâm không chỉ là cái vỏ nữa, hồn gia tộc huyết mạch thiết tí đường lan dung nhập vào ý thức đấu tâm, đó là thế giới của càng kinh. Cực khổ tìm kiếm thế giới, vốn tưởng cần lâu thật lâu mới tìm ra thế giới thuộc về nhưng không ngờ nhanh như vậy. Càng kinh cúi đầu nhìn quyển trục trong tay. Các ngươi muốn ta đem vinh diệu của các ngươi lại bày ra trên thế gian sao? Không có đáp lại, chỉ có cùng phong trong cổ hoang sa hải gầm rống như đáp thay cho gia tộc huyết mạch thiết tí đường lan càng kinh lặng lẽ cuộn lại quyển trục, vùi người vào hố cát. Ý thức đấu tâm cuốn nhiệt lưu khiến hạt cát xung quanh từng chút một bị kéo vào cái hố, vùi lấp. Nếu phong vân kim thân thiết thân cảnh không thể ngăn cản một kích của càng chiến huyền vậy thì luyện tiếp, cương thân cảnh là được rồi đi. Nếu cương thân cảnh cũng không thì thì ngân thân cảnh. Ngân thân cảnh còn không được vậy thì kim thân cảnh. Càng vô song. Không. Càng kinh điều chỉnh xếp hàng đấu khí trong người thiên tài càng vô song của càng gia ít nhất chưa đủ trở thành mục tiêu, trừ phi gã có thể thức tỉnh chung cực. Bây giờ càng chiến huyền mạnh nhất càng gia, vậy thì phải đánh gục gã, khiến càng gia cung kính đưa phụ thân đi. Phải đòi lại những khuất nhục phụ thân đã chịu đựng trong càng gia. Sóng nhiệt cuồn cuộn ùa vào người càng kình, phong vân kim thân trong chớp mắt như bị đốt nóng. Khí nóng nơi này dù không bằng vị trí chính giữa hồ tứ quý sơn cốc nhưng càng kình chưa từng thấy nóng như vậy. Đốt cháy, nướng, nướng, đốt cháy. Phần đồ cuồng ca cảm giác xương cốt sắp tan. Lần thứ năm phần đồ cuồng ca lao ra khỏi hạt cát, phát hiện trường kiếm thanh đồng nắm trong tay đã biến mất. Nhiệt độ cao nung nấu, đấu khí hấp thu kim khí nhanh hơn trước kia, mới năm lần ngắn ngủi, hai thanh trường kiếm thanh đồng vốn cần mấy ngày mới hấp thu hoàn toàn nhưng giờ chưa đến nửa ngày. 18 cái, 19 cái, 20 cái. Phần đồ cuồng ca ngồi trên bãi cát nóng phỏng mông, đếm đấu khiếu trong người. Bộ bí pháp đấu khí trưởng thành này không đơn giản là 12 đấu khiếu như ban đầu, bây giờ đã trưởng thành đến 20 đấu khiếu. Nhanh, nhanh đến không tưởng tượng nổi. Phần đồ cuồng ca nhìn đôi tay, tốc độ tu luyện đại chân kim đấu khí bí pháp tại đây nhanh hơn xa gã đã tưởng. Tu luyện mấy ngày nhưng ở đây chỉ cần thời gian ít ỏi. Khuyết điểm duy nhất là Phần đồ cuồng ca nhấc tay lên, hít mạnh mũi, mơ hồ ngửi thấy mùi cánh gà nướng. Nhiệt độ hạt cát quá đáng sợ, mặt trời càng lên cao thì khí nóng trong sa mạc càng mạnh, không biết trước khi luyện thành đại chân kim đấu khí bí pháp thì người có bị nướng chín trước chưa? Phần đồ cuồng ca bước nhanh về hướng sơn động lấy thanh đồng kiếm mới. Phần đồ cuồng ca thấy đoạn phong bất nhị cầm một cục đá màu vàng đất, cỡ nắm tay, ngắm nghía. Đây chính là ma hạch của sa mãn. Phần đồ cuồng ca không người nhặt lên thanh đồng kiếm lúc trước bị càng kình vứt xuống. Còn có lực lượng không? Có đoạn phong bất nhị cười toe toét hình như lực lượng không tán ra lát nữa chờ càng kình trở về hỏi thử hắn có thể nghiên cứu ma pháp trận trong này không phần đồ cuồng ca gật gù trong mỗi viên ma hạch đều có ma pháp trận riêng đây là nguyên nhân ma thú có thể sử dụng ma pháp các minh văn sư nhiều lúc tham khảo những ma pháp trận trong ma hạch thiên nhiên để thiết kế chẳng qua muốn lấy ma pháp trận ra khỏi ma hạch không phải chuyện dễ nhiều minh văn sư không thể nhìn thấy chứ đừng nói là lấy ra công chúa điện hạ lạp pháp nhĩ sao vậy bọn họ đi chưa răng lộ tay pháp lưu thủy cắn đôi môi khô nứt ngẩng đầu vẻ mặt căm hận nhìn ma võ sĩ huyết mạch huyết bức lạp pháp nhĩ hốc mắt đen trống rỗng phát ra hận thù đậm đặc hung dữ hơn cả con mắt sáng ngời bên kia không có lạp pháp nhĩ ngẩng đầu đôi mắt đục ngầu như không thể thấy vật gì trên thế gian nhìn lộ tay pháp lưu thủy lạp pháp nhĩ lắc đầu nói Công chúa Điện Hạ, ta vừa mới nghe đáp lại từ trong núi là chiến sĩ kia biến càng mạnh, hắn khống chế ý thức đấu tâm càng trôi chảy hơn. Cái gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng phát dậy, tóc dài màu đen bay theo gió. Càng mạnh. Không lẽ hắn được đến ám ma khải? Không. Lạp Pháp Nhĩ lắc đầu, nói. Chắc bọn họ chưa phát hiện ám ma khải. Không thể cho qua như vậy được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn sâu trong cổ hoang sa hải xa xa, nói nếu bọn họ không đi thì mượn lực lượng đuổi bọn họ đi hoặc là mượn lực lượng giết chết chúng lạp pháp nhĩ giật mình kêu lên công chúa lạp pháp nhĩ nhìn lộ tay pháp lưu thủy nói người không thể mạo hiểm không ai biết đi sâu trong cổ hoang sa hải tồn tại thứ gì sơ sẩy một cái là ta không đợi kịp lộ tay pháp lưu thủy giơ tay che hốc mắt hơi đau vì tức giận mỗi lần ta nghĩ đến kẻ móc mắt ta còn sống là muốn giết hắn rồi. Đồn rằng tận cùng cổ hoang sa hải có một ma thần cường đại cư ngụ, ta không thể gặp ma thần đó nhưng có cách hấp dẫn mấy con ma thú cao đẳng giết càng kinh. Công chúa! Cút đi! Lộ Tây Pháp lưu thủy đá lạp Pháp nhĩ, mở lực lượng huyết mạch cẩn thận đi sâu vào cổ hoang sa hải. Càng kinh, hôm nay ngươi phải chết. Trăng treo cao, nóng cháy ban ngày đã mất, ngược lại cổ hoang sa hải lạnh như hầm băng. Cuồng phong sẽ không vì buổi tối không có mặt trời mà ngừng tàn phá, chúng nó xen lẫn nhiệt độ không khí lạnh thấu xương hoành hành trên cổ hoang sa hải. Phần đồ cuồng ca cảm giác gã sắp đông thành khối băng, tay cầm hai thanh đồng kiếm ở trong sa mạc khổ sở hấp thu kim khí trong thanh đồng kiếm. So với nhiệt lưu ban ngày hòa tan, có thể nhanh chóng hấp thu kim khí. Buổi tối thì kim khí như bị khí lạnh hoàn toàn đóng băng, tốc độ hấp thu kim khí chậm hơn bình thường gần trăm lần tất cả kim khí giống như đã chết hoặc ngủ say. Phần đồ cuồng ca không có cách nào oán trách, đây là nhiệm vụ càng kình để lại. Ban ngày có thể hấp thu nhanh, tuy buổi tối hấp thu chậm rất nhiều nhưng mỗi lần hấp thu một chút là tiêu hao rất nhiều đấu khí, chẳng những có thể rèn luyện đấu khí mà mỗi lần hấp thu kim khí càng cứng rắn hơn. Hơn nữa ban ngày hấp thu kim khí vào người như giọt dịch kim loại lăn xuống từ lọ lửa, đến buổi tối bị thời tiết lạnh đông lại biến càng cứng rắn hơn. Nếu ngươi không thể tự do khống chế đại chân kim đấu khí bị đóng băng thì sau này ngươi gặp kẻ địch có đấu khí thuộc tính băng sẽ là ngày tàn của ngươi. Huyết mạch thiết tí đường lan bị đông lại, thân thể như cục sắt, hành động rất khó khăn. Khi nào có thể tự nhiên hành động trong nhiệt độ thấp, khi nào không cần vùi trong cát thì thân thể sẽ càng rắn chắc hơn. Càng kinh dựa vào ngọn núi ngắm nghía ma hạch sa mãn lấy từ chỗ đoạn phong bất nhị. Đây là ma hạch tràn ngập ma lực, trong đó không chỉ ẩn chứa ma lực mà còn có chất độc tinh hoa nhất cả đời sa mãn. Trên đời này có vô số ma thú, năng lực khác nhau. Vài ma thú thân thể chứa độc, có một số răng chứa độc. Độc tố trí mạng nhất của lạp pháp nhĩ không phải từ răng hay thân thể mà là ma hạch. Độc cũng là một loại ma pháp, độc là rất nhiều loại ma pháp. Trong ma hạch của sa mãn có 19 ma pháp trận, mỗi một ma pháp trận có năng lực khác nhau. Trong đó ma pháp trận lớn nhất chính là ma pháp trận sản sinh chất độc. Người trúng độc sẽ không thấy đau, chỉ cảm giác tê liệt, bất giác độc chết người, đây mới là cảnh giới độc cao nhất. Trung hợp là sa mãn có một loại độc ma pháp trận như vậy. Huyết mạch cửu đầu xa trời sinh có bản năng đặc biệt là cắn nuốt, thông qua tế đàn mới sửa chữa, có thể kích phát bản năng cắn nuốt trong huyết mạch cửu đầu xà nuốt ma pháp trận trong ma hạch chuyển biến thành năng lực đặc biệt của mình. 19 ma pháp trận, cái nào mới mang độc? Đoạn phong bất nhị không biết, đa số người trên đời này không thể phân rõ ràng. Thế nào? Tìm được không? Đoạn phong bất nhị nhảy ra khỏi sơn động, ngồi xuống bên cạnh càng kinh. Thật sự không được thì tìm minh văn sư chuyên nghiệp vậy. Không cần. Càng kinh ném trả ma hạch sa mãn cho đoạn phong bất nhị. Cái ngay lớn nhất chính giữa là ma pháp trận ngươi muốn, nuốt trọn ma pháp trận đó rồi. Ta hiểu. Đoạn phong bất nhị vỗ vai càng kình nói. Tặng ma hạch cho bích lạc đúng không? Ta thấy tiểu nha đầu đó cố gắng, rất là khâm phục và cảm động, ma hạch này cho nạn có thể dùng lâu thật lâu. Càng kinh cười lấy ma hạch sa hạt vương ra khỏi đấu giới. Độc tố của sa hạt đến từ cái đuôi, trong ma hạch không có độc nên toàn bộ ma pháp đều liên quan đến cát, sa mạc chi trảo, sa thứ, sa khải vân vân những cái này có thể dùng để tiến hành phù văn ma pháp nhưng không là phù văn làm người động lòng nhất, hấp dẫn người là ma pháp trận lớn nhất ở chính giữa. Sa cầu, không phải khống chế hạt các thành cầu mà sa hạt có thể lợi dụng loại ma pháp này thay đổi bề ngoại vỏ sa hạt khiến thân thể biến thành quả cầu, bình thường nằm trong cát, khi có con mồi đi qua thì biến về hình dạng cũ, công kích con mồi. Tất nhiên biến hóa này giúp sa hạt thoát khỏi nhiều ma thú bắt giết. Nếu tìm hiểu rõ ma pháp này, càng kinh gõ ma hạt sa hạt vương. Vậy thì không cần mặc khôi giáp hoặc bỏ vào đấu giới, trên người có thiết cầu, khi sử dụng thì nhấn một cái liền biến thành khôi giáp. Nằm mơ đi. Đoạn phong bất nhị nhếch môi nói. Đó là năng lực chỉ sáu trang thánh khí mới có. Sáu trang thánh khí. Càng kinh tập trung chú ý vào đoạn phong bất nhị. Thánh khí cao cấp hơn hồn binh, được gọi là trang bị vũ khí cao cấp nhất tất cả rèn tạo đại sư hiện tại không một ai có thể đúc ra thánh khí, mọi thánh khí đều do rèn tạo đại sư các thế hệ trước để lại. Đều nói Hoàng Triều đang tiến bộ. Càng kình đưa một điếu thuốc cho đoạn phong bất nhị, nói. Đấu khí càng ngày càng lớn mạnh, mà Pháp cũng càng ngày càng cường nhưng tại sao thuật rèn lại thuộc lùi? Đoạn phong bất nhị nhún vài, vô tâm cười nói. Cái này có gì là kỳ? Trước kia rèn tạo đại sư nghĩ làm sao đúc trang bị đỉnh dai, bây giờ rèn tạo đại sư suy nghĩ là làm sao sử dụng ít tài liệu tạo ra trang bị càng đắt tiền tủy cầu khác nhau càng kinh gật gù đúng là vậy nói chính xác thì thuật rèn không lùi bước chẳng qua cách chế tạo xảy ra thay đổi trước kia mọi người không để ý sử dụng bao nhiêu kim loại mà chỉ muốn tạo ra trang bị cao cấp là được rèn tạo đại sư ngày nay không ngừng tiết kiệm tài liệu kết quả dẫn đến chất liệu trang bị giảm thấp dù tìm rèn tạo đại sư từng đúc ra thánh khí cho bọn họ hiểu tài liệu đúc đấu binh thì rèn tạo đại sư hiện tại sẽ đúc tốt hơn một chút. Mỗi ngày bọn họ nghiên cứu cách bớt tài liệu, kiếm tiền. Thật ra vẫn nên dùng đủ tài liệu. Càng kinh lắc đầu, nói. Tiết kiệm tài liệu không phải là cách đúng. Phải rồi. Càng kinh quay đầu nhìn đoạn phong bất nhị, nói. Ta tìm ra một cách, chắc chắn gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sẽ đồng ý cho ngươi sử dụng tế đàn trong khi không gia nhập vào bọn họ thật không? Đoạn phong bất nhị bật dậy khỏi bãi cát, ngơ ngác nhìn càng kinh. Tuy trong tay có ma hạch, biết cách nuốt ma pháp trận đó nhưng muốn leo lên tế đàn của gia tộc huyết mạch cửu đầu xa gần như là chuyện không thể. Mỗi một gia tộc chiến sĩ huyết mạch trong xương đều có sự kiêu ngạo, sự cố chấp đó dù là hoàng đế cũng không thể sửa đổi. Thật không ngờ. Đoạn phong bất nhị nhìn càng kinh nghiêm túc gật đầu, ngồi bệt xuống mặt cát nhiều lúc ta nghĩ thôi thì thức tỉnh trực tiếp cho rồi, xem may mắn như thế nào. Đi bản gia huyết mạch cửu đầu xa. Sao được chứ? Càng kình chỉ sơn động sau lưng, nói. Chính là nước trong đó, vì sa mãn ngâm thời gian dài trong nước đó, hoàn cảnh xung quanh rất đặc biệt là số nước này chuyên môn kích phát huyết mạch hệ rắn thức tỉnh. Cầm một chút cho bản gia, muốn đổi một cơ hội chắc không khó. Đoạn phong bất nhị lộ vẻ mặt đâm chiêu mỗi gia tộc chiến sĩ huyết mạch đều hạn không thể khiến tất cả tộc nhân thức ít nhờ lực lượng huyết mạch trước giờ chưa ai làm được điều này dù có thể tăng thêm vài lực lượng huyết mạch dù khiến những lực lượng huyết mạch đã thức tỉnh rồi lại thức tỉnh lần nữa đều có giá trị lớn chắc là được nhưng mà đoạn phong bất nhị lộ vẻ mặt hơi lo lắng hỏi trong đó có một vấn đề lớn là lai lịch nguồn nước ngươi nên biết gia tộc chiến sĩ huyết mạch không phải gia tộc lương thiện gì nếu có nguồn nước thức tỉnh đặc biệt như vậy, bọn họ sẽ không bởi vì chúng ta cho họ nước mà bỏ qua. Cướp. Càng kinh nhẹ gật đầu. Nếu thật sự có nguồn nước này thì gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sẽ cướp giật, làm gì có chuyện cho bọn họ một chút nước liền đồng ý ngừng tay. Tìm ao khô rồi rót chút nước này vào đó. Càng kinh nhún vai nói. Khi ấy cứ bảo tìm nguồn từ nó vậy là được rồi. Đoạn phong bất nhị ngay ngốc nhìn càng kinh, chậm rãi giơ ngón cái lên, lắc đầu liên tục nói. Ta thật sự không ngờ, bình thường có vẻ ngươi ít suy nghĩ mà sao gặp loại chuyện này lập tức nghĩ ra cách như thế. Xem ra ngươi trời sinh có một bụng mưu ma trước quỷ, chúng ta đúng là bằng hữu. Càng kinh không biết nên nói cái gì nhìn đoạn phong bất nhị. Kế sách bình thường từ miệng tên này biến thành một bụng mưu ma trước quỷ. Trăng tròn treo giữa trời, càng kinh đập bể hạt cát bị đóng băng như sắt, kéo phần đồ cuồng ca ra, trở về sơn động nghỉ ngơi. Càng kinh trở lại vô tận thế giới, thôn trang nhỏ quen thuộc vẫn yên tĩnh như trước. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn Càng kinh đi vào sân, hơi ngẩn ra. Trong thời gian ngắn mũi Càng kinh đã thổi hồn vào đấu tâm trống rỗng không có linh hồn, chỉ có thể công kích, hình thành một viên đấu tâm thật sự. Nhưng không biết đấu tâm của Càng kinh có hình dạng gì. Càng kinh nhìn hai người ở trong sân, ngẩn ra. Bên trong tiệm rèn có bố Lai Khắc Đại Thúc là chuyện bình thường, nhưng sau hôm nay hai người khắc khẩu nhất thôn, sư phụ Âu Lạp Lạp, sư phụ Á Đương Tư cũng có trong sân. Hơn nữa, cái lưu dược đen to lớn cũng nằm trong sân. Hai vị sư phụ, càng kinh ngần người nhìn Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư, không biết nên nói cái gì. Hết chương 420. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.